Sarah vừa kết thúc một buổi học như bao ngày, nhưng cô bé không về nhà ngay mà đi đến một tiệm sửa đồng hồ. Hôm nay là sinh nhật của bố cô bé, vì vậy Sarah định sửa chiếc đồng hồ đeo tay mà bố thích nhất như một món quà sinh nhật. Bên ngoài cửa hàng xe cảnh sát liên tục hú còi. Sarah đã quen với nó từ lâu, bởi vì gần đây thường xuyên xảy ra những vụ bạo loạn. Bà chủ tiệm sửa chữa trông vô cùng căng thẳng, chuẩn bị đóng cửa sớm. Cô ấy cảm thấy hôm nay xe cảnh sát lại nhiều hơn. May thay, đồng hồ của bố Sarah đã được sửa xong. Sarah cứ vậy bị đuổi ra khỏi cửa hàng. Vì bố vẫn chưa tan làm, cô bé theo thói quen sang chơi nhà hàng xóm, thì phát hiện ra chú chó cưng nhà hàng xóm cứ nhìn chằm chằm vào bà cụ bị bại liệt. Sarah không nghĩ ngợi nhiều, vừa bước ra khỏi nhà hàng xóm bèn nhìn thấy mấy máy bay chiến đấu gầm rú bay qua. Trong lòng Sarah có chút lo sợ, lẽ nào hôm nay có chuyện gì xảy ra ư? Cứ như vậy đợi đến hơn 10 giờ tối, bố Sarah là dâu lê cơ thể mệt mỏi về nhà. Không có bánh sinh nhật, không có lời chúc phúc từ người thân và bạn bè, nhưng lại có chiếc đồng hồ đã được con gái sửa lại làm quà sinh nhật. Điều này khiến dâu rất cảm động. Cứ như vậy hai bố con ngồi xem TV tới khi trời khuya, điện thoại của dâu đột nhiên vang lên. Hóa ra là em trai Tommy của anh ấy đã đánh một người đột nhiên phát điên. Bây giờ đang ngồi trong sở cảnh sát cần anh trai đến bảo lãnh. Trong lòng dâu cảm thấy hơi sốt ruột. Sau khi dỗ con gái đang ngủ say, anh ấy vội vã ra ngoài. Ai ngờ chẳng mấy chốc Sarah bị đánh thức bởi tiếng gầm của trực thăng. Cô bé đi xuống lầu và bật TV, toàn đài đang phát thông báo khẩn cấp chính thức. Cư dân được khuyến khích ở nhà và không ra ngoài. Đột nhiên cô phát hiện chú chó cưng của nhà hàng xóm đang sủa ở ngoài cửa. Sarah định đưa nó về, không ngờ vừa tới cửa chú chó lại sợ hãi bỏ chạy. Nhìn cửa nhà hàng xóm mở, Sarah tò mò bước vào. Ngay lập tức cô bé phát hiện thấy trên sàn toàn một màu đỏ chót. Cách đó không xa là ông cụ nhà hàng xóm đang hấp hối. Vẻ mặt cô bé tràn đầy khiếp sợ không biết phải làm sao. Đột nhiên có một âm thanh yếu ớt ở hành lang phát ra. Hóa ra là bà cụ hàng xóm bại liệt đang liếm thứ gì đó dưới sàn. Miệng cũng chứa đầy một thứ gì đó sền sệt. Sarah sợ hãi lùi lại liên tục, chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa. Vô tình gặp bố cô bé vừa trở về ở cửa, nhưng không ngờ bà cụ hàng xóm cũng đuổi theo ra ngoài. Dâu không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp dùng rìu đánh ngã bà ta. Sarah sợ hãi đến mức không nói nên lời. Anh nhanh chóng đưa con gái lên xe bán tải, thúc giục em trai mau chóng lái xe. Nhưng trên đường về nhà, người bố đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Lúc này trên đường đã xuất hiện số ít người nhiễm bệnh, đâu đâu cũng có thể thấy xe cảnh sát lao vút qua. Sarah không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, dâu cũng lờ mờ hiểu ra trước kia đài radio phát thanh có thể là một loại bệnh truyền nhiễm do nấm gây ra, khiến con người rơi vào trạng thái điên loạn. Anh ấy định trốn khỏi đây trước rồi nói sau. Trên đường cao tốc luôn có người cầu cứu, dâu lại nhất quyết không cho em trai dừng xe. Cho dù đối phương có là trẻ em cũng không được. Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi thành phố, trên đường cao tốc lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Tommy phải đi đường vòng qua vùng đất hoang. Không ngờ, phía trước cũng bị quân đội phong tỏa. Kết quả là đi lòng vòng khắp nơi. Mấy người họ đã đến một thị trấn ngoại ô, nhưng không ngờ rằng tình hình nơi đây thậm chí còn tồi tệ hơn. Lẽ nào ngày tận thế thế giới sắp tới rồi ư? Đường phố đầy rẫy những kẻ nhiễm bệnh điên cuồng, cùng nhóm người bỏ chạy tán loạn. Một chiếc máy bay bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Nó rơi xuống lề đường và gây ra vụ nổ dữ dội. Khi dâu tỉnh lại phát hiện chân con gái mình bị thương, khó khăn lắm mới đỡ cô bé ra đường. Một chiếc xe cảnh sát mất lái bất ngờ tông vào. Tommy bên bờ tường lập tức bị lửa chặn lại. Nơi này hỗn loạn quá. Anh ấy bảo anh trai đi trước, không cần lo cho mình. Đến lúc đó họ sẽ gặp lại ở bờ sông. Dâu lo lắng cho an nguy của con gái mình, bèn nhanh chóng bế cô bé đi về phía vùng ngoại ô. Trên đường đầy rẫy những kẻ nhiễm bệnh ăn thịt người. Tình hình còn tệ hơn trước, hai bố con nhanh chóng trở thành mục tiêu của kẻ nhiễm bệnh. Dâu chỉ có thể trốn vào nhà hàng gần nhất. Ai dè tốc độ của zombie lại cực nhanh, cứ bám giết ở đằng sau mãi không buông. Dâu dùng hết sức lực để thoát khỏi qua cửa sau nhà hàng. Khi sắp bị tóm được, đột nhiên có tiếng súng vang lên, kẻ nhiễm bệnh ngã xuống đất. Thì ra có một người lính tuần tra tình cờ đi ngang qua đây, nhưng khi nhìn thấy Sarah bị thương, hắn ngay lập tức trở nên lo lắng, sử dụng bộ đàm để xin chỉ thị từ cấp trên. Sau đó vậy mà lại giơ súng lên nhắm bắn. Dâu theo bản năng ôm con gái lăn ra né được một phát súng, nhưng đối phương vẫn muốn tiến đến xả súng thêm. Đột nhiên có ai đó bắn anh ta từ phía sau và đánh gục anh ta. Hóa ra em trai Tommy đã đến. Dâu nhìn vết thương, viên đạn chỉ sượt qua thôi, nhưng con gái anh ấy lại không may mắn như vậy. Bụng cô bé bị thương nặng, cô bé vẫn đang thở hổn hển. Dâu khóc và vội vã đến bệnh viện, nhưng người em vẫn đứng yên với vẻ mặt buồn bã, bởi vì Sarah đã tắt thở. Loáng cái đã đến 20 năm sau, con người mãi vẫn không thể chế tạo thuốc giải và vaccine. Những loại nấm kỳ lạ vẫn đang tàn phá trái đất. Hiện nay khắp nơi đều là khung cảnh tận thế. Chính phủ chỉ có thể xây dựng khu cách ly ở những nơi tập trung đông người sống sót, thỉnh thoảng chấp nhận một số người từ nơi hoang dã. Miễn là thiết bị kiểm tra không phát hiện nhiễm bệnh, khu cách ly sẽ tiếp nhận họ, chỉ là cuộc sống bên trong đã bị đảo lộn rồi. Sự thay đổi đầu tiên là luật lệ hà khắc, ví dụ như không được phép phá vỡ trật tự, không thể tùy ý ra vào khu vực cách ly, vân vân. Chỉ cần vi phạm bất cứ điều nào, bắt được sẽ xử tử hình kẻ đó.
Đây chính là cuộc sống tàn khốc trong ngày tận thế zombie. Những người may mắn sống sót muốn sinh tồn tiếp, chỉ có thể lao động vất vả để đổi lấy những tấm thẻ khẩu phần tương tự như tiền. Nam chính dâu ở đây vận chuyển thi thể cả ngày. Chiếc thẻ khẩu phần có được lại chỉ đủ để ăn 3 bữa mà thôi. May thay anh ấy vẫn có đầu kênh riêng, có thể lấy vài viên thuốc an thần bán cho những người lính thường xuyên mắc chứng mất ngủ, có thể kiếm thêm thu nhập. Hiện tại dâu lo lắng nhất là em trai Tommy. Tommy ra ngoài làm nhiệm vụ đã tròn 3 tuần không có tin tức gì. Người phụ trách tòa tháp được hưởng lợi nói với dâu. Tin nhắn cuối cùng của Tommy gửi về được truyền đạt thông qua đài quan sát COS. Dâu cũng không nói những điều vô nghĩa, lập tức quay về kiểm tra vị trí cụ thể của đài quan sát COS. Nếu có chuyện gì xảy ra với em trai anh ấy chắc hẳn cũng ở quanh đây. Thế giới bây giờ rất hỗn loạn, không chỉ có những kẻ nhiễm bệnh điên loạn, mà cướp bóc cũng xảy ra ở khắp nơi. Ngay cả trong khu cách ly cũng có rất nhiều nhóm chống đối. Trong số đó, nhóm có tên Đom Đóm là mạnh nhất. Nhưng dâu không quan tâm đến những điều này. Điều anh ấy muốn làm nhất lúc này là ra ngoài tìm em trai mình. Nào ngờ sáng sớm ngày hôm sau, cộng sự của dâu là Tess đã mang đến một tin buồn. Ác quy ô tô mua trước đó đã bị cướp rồi. Hiện nay, khoa học công nghệ của con người thụt lùi nghiêm trọng. Không chỉ xăng dầu, ngay cả ác quy ô tô cũng trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm. Trong lòng dâu chợt thắt lại, nếu không có xe hơi thì họ không thể ra ngoài tìm em trai anh ấy. Giờ chỉ có thể nghĩ cách lấy lại ác quy. Cả hai đã chi rất nhiều tiền trong chợ, cuối cùng cũng tìm ra hang ổ của bọn cướp. Nhưng khi họ tới điểm đến qua đường cống, bốn bề xung quanh rất yên tĩnh, cứ như đã lâu không có ai sống ở đó vậy. Tess đột nhiên hét lên, hóa ra trên tường có xác người nhiễm bệnh. Cũng không biết đã bao lâu rồi, nấm vậy mà lại tự mình xuất đầu lộ diện rồi. Cả hai tìm kiếm mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm thấy một lối đi bí mật được ẩn giấu. Tiếc là cuối đường bị cửa sắt chặn mất. Dâu thấy màu đỏ rỉ ra từ khe cửa, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi đẩy mạnh cửa phát hiện có một thi thể nằm trên sàn ở hành lang. Tên cướp trộm ác quy nằm trong số đó. Dâu dùng đèn pin soi, phát hiện ác quy đã hư hỏng. Anh ấy không có thời gian để chán nản. Phát hiện ra có tiếng động phát ra từ sâu trong hành lang, cả hai tiến về phía trước một cách chậm rãi. Một bóng người đột nhiên cầm dao lao ra. Dâu nhìn kỹ hơn, vậy mà lại là một cô bé chừng 10 tuổi. Hai người phía trước cũng quay đầu lại, cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trước đây họ đã tiếp xúc với nhau vài lần. Đối phương chính là Malin, thủ lĩnh quân chống đối tên Đom Đóm ở trong khu cách ly. Sau khi tên cướp lấy được ác quy muốn làm giao dịch với cô ấy, khi định bắt tay với kẻ xấu thì lại bị đóng hòm. Có điều thủ lĩnh Malin cũng bị thương nặng. Cô ấy biết dâu là một cựu chiến binh, vì vậy đã đề nghị giao dịch. Đó là giao cho dâu đưa cô bé trước mặt đến một tòa nhà quốc hội khác để cách ly. Thù lao sẽ là rất nhiều vũ khí và ác quy xe hơi. Dâu và Tess bàn bạc một hồi, cho rằng giao dịch này rất có lợi. Điểm đến thực ra không xa, chỉ cần có thù lao, họ mới có thể đi xa hơn để tìm em trai của dâu. Trước khi rời đi, thủ lĩnh Malin căn dặn dâu với giọng điệu gần như cầu xin. Xin hãy đưa mọi người đến điểm đến. Cô bé ấy rất quan trọng đối với toàn thể nhân loại. Thế là cứ như vậy, cô bé Ellie theo dâu về nơi ở của mình. Dâu có chút tò mò về thân phận của cô bé. Nhưng cô bé rất thông minh và cảnh giác, suýt nữa đánh dâu bất tỉnh. Cũng không tiết lộ bất cứ thông tin danh tính nào. Khi màn đêm buông xuống, lệnh giới nghiêm đã được áp dụng trên toàn bộ khu vực cách ly. Joey và Tess đưa Ellie ra khỏi khu cách ly thuận lợi qua đường cống nước. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này. Họ tránh lính tuần tra phát hiện một cách dễ dàng và thành thục. Khi mấy người họ đi ngang qua một ngôi nhà lại bị một tên lính ngang qua phát hiện. Dâu căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm xuống và đầu hàng. Tên lính đang định kiểm tra danh tính và tình hình lây nhiễm của Ellie. Cô bé bất ngờ kháng cự, hành vi này khiến tên lính nổi giận. Dâu nhớ lại cảnh tượng tương tự vào 20 năm trước. Thế là anh ấy bất ngờ bước tới trước và hạ gục tên lính. Từng cú đấm liên tiếp cho đến khi tên lính hoàn toàn không còn phản ứng. Đúng lúc này Tess giơ máy giỏ lên và hét lên Ellie bị nhiễm bệnh. Cô bé cố gắng giải thích rằng vết thương đã được 3 tuần. Cô bé đến bây giờ vẫn chưa phát điên. Lúc này dâu cũng không để ý được điều này, bởi vì những tên lính khác sẽ đến sớm thôi. Vẫn nên rời đi trước rồi nói sau. Cho đến khi đến được ngôi nhà an toàn ở vùng đất hoang mới lựa chọn lật bài ngừa. Vết thương trên người cháu là như thế nào? Ellie xắn tay áo lên nói, mặc dù cô bé đã bị cắn, nhưng vết thương không bị nhiễm trùng. Lúc đầu, thủ lĩnh của Đom Đóm là Malin cũng lo ngại tương tự. Nhốt cô bé trong phòng gần 3 tuần, kiểm tra sức khỏe của Ellie mỗi ngày. Cho đến khi vết thương gần đây đã lành lại mới thả cô bé ra. Dâu đã trải qua quá nhiều chuyện trong những năm qua, cho rằng Ellie sớm muộn gì cũng sẽ biến đổi. Chi bằng anh ấy từ bỏ nhiệm vụ đưa cô bé trở về khu cách ly. Trong khi anh ấy đang nhai miếng thịt khô khó nuốt, Ellie lấy ra một chiếc bánh sandwich thơm ngon từ chiếc ba lô của mình. Đây là đồ ăn mà Malin đã đặc biệt chuẩn bị cho cô bé. Tess thấy vậy thì bất ngờ bước tới và hỏi tại sao Malin lại coi trọng cô bé đến vậy. Bánh mì sandwich là mặt hàng xa xỉ nhất trong khu cách ly. Ellie do dự một hồi, cuối cùng cũng tiết lộ mục đích của chuyến đi này. Hóa ra sau nhiều ngày thử thách, Malin đã xác định Ellie miễn nhiễm với bệnh này. Mà sự phân bố của Đom Đóm ở phía Tây, vừa hay có một chuyên gia nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Vì thế Malin mới nhờ dâu đưa Ellie đến đó. Cô bé có lẽ là chìa khóa để tìm ra vaccine.
Không ngờ Ellie lại quan trọng với Đom Đóm đến vậy. Khi đó phần thưởng cho nhiệm vụ hộ tống này ổn rồi. Cuối cùng cả ba đã đạt được thỏa thuận tiếp tục đến tòa nhà hội nghị của chi nhánh tổ chức Đom Đóm. Đây là lần đầu tiên Ellie nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khu vực hoang dã từ khi sinh ra. Dù những tòa nhà cao tầng đã đổ nát từ lâu, nhưng cũng không thể che đậy được quá khứ huy hoàng. Dâu cũng không ngạc nhiên về điều này. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên tới khu vực hoang dã. Anh ấy nói rằng chi nhánh của Đom Đóm ở đối diện tòa nhà. Đi thẳng tuy rằng nhanh nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều người nhiễm bệnh. Vì lý do an toàn, họ vẫn chọn đi đường vòng. Ellie vừa hào hứng vừa tò mò. Không phải nói là có rất nhiều người bị nhiễm bệnh ở bên ngoài ư? Tại sao đến giờ vẫn chưa gặp? Tess chợt phản ứng lại. Cháu chưa từng đến vùng hoang dã vậy vì sao lại bị cắn? Ellie nói là trong trung tâm mua sắm đã đóng cửa ở khu cách ly. Tess biết địa điểm này, nơi này được cục chính sách tuyên bố là khu vực cấm. Rồi cô liếc nhìn dâu, dường như muốn nói rằng Ellie không phải là một đứa bé ngoan ngoãn. Đột nhiên họ cùng dừng bước chân. Một tiếng gầm yếu ớt vang lên từ xa. Tess lo lắng nhìn xung quanh, vội vàng tăng tốc độ đi về phía trước. Họ nhanh chóng đến một tòa nhà bỏ hoang. Họ phải đi qua đây mới có thể sang phía bên kia của dãy nhà. May mà nước không sâu, Ellie ngạc nhiên nhìn quanh. Một thi thể bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước. Dâu vội vàng tiến đến trước, xác nhận không có nguy hiểm rồi mới để mọi người tiếp tục đi. Ngay sau đó ba người họ đến một lối đi đã đóng. Tess lách vào trước, không gian giữa các tảng đá rất rộng. Họ dễ dàng vượt qua chướng ngại vật, cuối cùng cũng đến được cây cầu trên sân thượng. Nhưng khuôn mặt của họ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Trên đường phía trước đầy rẫy những zombie độc ác. Do sự hiện diện của nấm vi khuẩn trong cơ thể, bọn chúng có thể dễ dàng nhận ra chuyển động trên mặt đất trong phạm vi vài trăm mét. Muốn di chuyển lặng lẽ không động gần như là điều không thể. Nhóm người của nam chính chỉ có thể đổi hướng, chọn khu vực nhà thờ tương đối an toàn. Những bức tường ở đây phủ đầy nấm khuẩn, chắc chắn có người nhiễm bệnh đang ẩn náu bên trong. Họ không dám sơ ý, lần lượt rút vũ khí ra. Cửa lớn ở nhà thờ đang mở, dâu dẫn đầu, cẩn thận đi vào trong. Nơi ánh sáng quét qua tất cả đều bị nhiễm bệnh và nấm khuẩn. Đột nhiên một xác người xuất hiện trước mặt họ. Dâu đoán rằng đối phương hẳn đã gặp phải người bị nhiễm bệnh ở bên ngoài, vì thế mới chạy đến đây để nương náu. Ellie cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông này mất mạng như thế nào? Sắc mặt dâu đột nhiên thay đổi. Anh nhanh chóng bảo Ellie im lặng, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngay cả khi đi lên cầu thang, họ cũng trở nên cực kỳ cẩn thận. Lúc này dâu đã chắc chắn trong nhà thờ có người bị nhiễm nấm khuẩn. Khi đi lên tầng càng cao, nấm khuẩn khô và xác khô xuất hiện càng nhiều, khiến họ cảm thấy như đang ở trong một ngôi mộ tập thể vậy. Ellie vô tình dẫm phải một cánh tay khô. Âm thanh rõ nét khiến họ toát mồ hôi lạnh nhìn xung quanh. Rất may không có kẻ nhiễm bệnh nào bị thu hút. Nhưng họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bức tường gần cửa bỗng đổ sập. Đá sỏi rơi xuống chặn lối thoát. Bọn họ nín thở không dám lên tiếng. Đột nhiên một bóng người ọp ẹp bước vào. Sắc mặt dâu tái nhợt bảo mọi người trốn sau tủ. Những người bị nhiễm bệnh này rất nhạy cảm với âm thanh, tuyệt đối không được gây bất cứ tiếng động nào. Cả đại sảnh đều vang vọng tiếng gầm quái dị của người bị nhiễm bệnh. Lần đầu tiên Ellie trải qua cảnh tượng này, không khỏi thở nặng nề hơn. Dâu nhanh chóng giơ súng lên và bắn. Ai dè một người nhiễm bệnh khác bước ra từ bóng tối. Rất nhanh trong lúc hỗn loạn, ba người họ đã bị chia tách. Toàn bộ đều lo tự trốn đi. Dâu lo lắng cho sự an toàn của Ellie. Sau khi cẩn thận tránh người nhiễm bệnh, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Ellie. Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, dâu lại vô tình dẫm phải những mảnh thủy tinh trên mặt đất. Người nhiễm bệnh lập tức lao về phía anh. Dâu nhanh chóng bắn vào đầu hắn ta. Nhưng ngay sau đó một người nhiễm bệnh khác lại xuất hiện. Tess đang trốn sang một bên đã hành động kịp thời, dùng một cái rìu phá hủy thính giác của hắn ta. Dâu phối hợp và giơ súng lên bắn. Cuối cùng tất cả những người bị nhiễm nấm đã được loại bỏ. Không may Ellie lại bị cắn, nhưng cô bé lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là rất tự tin vào hệ thống miễn dịch của mình. Và Tess cũng không may bị bong gân chân trong trận chiến vừa rồi. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng không biết vì sao khuôn mặt cô ấy trở nên vô cùng u ám. Bước nhanh đuổi theo dâu và Ellie đang ngắm cảnh, liên tục dặn dò đi nhanh lên. Sau khi đi qua khu vực nhà thờ, chỉ cần băng qua con đường này là sẽ đến đích. Ellie có chút tò mò không biết cái hố sâu trước mặt cô đến từ đâu. Tess dừng lại, nói với cô bé rằng đây là giai đoạn đầu của đợt bùng phát nấm khuẩn. Khung cảnh chuyển đến một thành phố nào đó vào mùa hè năm 2003. Một giáo sư nấm học hàng đầu đang ăn sáng. Một số người lính bất ngờ đến nhà hàng, đưa bà ấy đến một phòng thí nghiệm bí mật. Sĩ quan phụ trách cũng không nhiều lời mà trực tiếp yêu cầu giáo sư xem mẫu dưới kính hiển vi. Bà ấy nhanh chóng nhận ra đó là nấm tuyến trùng. Khi sĩ quan nói nó được lấy ra từ trong cơ thể người, vẻ mặt nữ giáo sư lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vì nấm đông trùng hạ thảo không thể tồn tại trong cơ thể con người, sĩ quan cũng không giải thích, lập tức đưa bà ấy vào phòng cách ly. Trong này có một thi thể đã lâu, giáo sư chỉ quan sát một lúc, nhanh chóng nhìn thấy vết cắn trên mắt cá chân của thi thể. Sau khi dùng dao cắt nó ra thì phát hiện bên trong chứa đầy nấm khuẩn. Sau đó bà dùng kìm kiểm tra miệng thi thể, vậy mà lại lấy ra một vài sợi nấm vẫn đang ngọ nguậy. Nữ giáo sư sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Sĩ quan vội đưa cho bà một cốc nước trấn an nữ giáo sư bình tĩnh lại.
thi thể được tìm thấy trong nhà máy bột mì vài ngày trước. Nhân chứng nói, lúc đó một công nhân bỗng nhiên phát điên, liên tiếp cắn vào nhiều đồng nghiệp, tay nữ giáo sư chợt run lên. Có vẻ như loại nấm này đã lan rộng ra, bởi vì nó chưa từng được tìm thấy trong cơ thể con người trước đây, nên cũng không có thuốc giải và vaccine. Cách duy nhất để ngăn chặn nó chính là phá hủy hoàn toàn thành phố này. Ellie nhìn hố tên lửa trước mặt mà hồi lâu không nói nên lời. Một người được sinh ra ở khu cách ly như cô bé không thể tưởng tượng, con người trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát nấm rốt cuộc đã gặp phải sự khó khăn và đau khổ thế nào. Cuộc hành trình sau đó khá suôn sẻ, nhóm của dâu cuối cùng đã đến chi nhánh của Đom Đóm. Họ không dám xông vào một cách hấp tấp, mà kiểm tra chiếc xe tải đậu ở cửa trước tiên. Vết đỏ trên ghế khiến dâu dâng lên dự cảm không tốt. Ngay sau đó, anh ấy tìm thấy một xác người dưới bánh xe. Sắc mặt của Tess đột nhiên thay đổi. Cô ấy nhanh chóng kéo Ellie và lao vào đại sảnh, chỉ thấy khắp nơi toàn là thi thể nằm trên mặt đất. Không ngờ quân chống đối của Đom Đóm đều đã hẹo hết. Dâu phát hiện trong số họ có một người bị nhiễm bệnh. Đây có thể là lý do khiến bọn họ bị tiêu diệt. Tess lại có vẻ tức giận bất thường, cô ấy không muốn để nhiệm vụ hộ tống thất bại như thế này. Ellie bất ngờ nói xen vào rằng Tess đã bị nhiễm bệnh. Quả nhiên cô ấy vừa bị người nhiễm bệnh cắn trong nhà thờ rồi. Nấm khuẩn trong cơ thể đã bắt đầu lây lan. Ngược lại vết thương trên người Ellie cơ bản đã lành lại, chứng tỏ trong cơ thể cô bé thực sự có kháng thể. Tess cảm thấy phấn khích dặn dò dâu đưa Ellie đến chỗ Bill và Frank. Đây có thể là hy vọng duy nhất để nghiên cứu vaccine. Đúng lúc này một người nhiễm bệnh trên mặt đất đột nhiên di chuyển. Dâu ngay lập tức bước tới và tiện anh ta đi bằng một phát súng. Nhưng nấm trong cơ thể đối phương vẫn đang chuyển động ngoan ngoèo. Người nhiễm bệnh ở cách đó không xa dường như cảm nhận được điều gì đó. Tất cả đều đứng dậy và hét lớn. Dâu phát hiện ra điều không hay, lập tức chạy ra ngoài để kiểm tra. Phát hiện ra rất nhiều người nhiễm bệnh đang đổ xô về hướng này. Ánh mắt của Tess rất kiên định, dùng sức lật đổ thùng xăng trong hội trường, lại giải đầy vũ khí đạn dược khắp mặt đất. Cô ấy bảo dâu đưa Ellie đi trước, bản thân sẽ ở lại chặn hậu. Mặc dù dâu trong lòng không nỡ, nhưng anh vẫn kéo Ellie chạy về phía cửa sau. Nghe tiếng gầm đang đến gần, Tess nhanh chóng lấy bật lửa ra. Đáng tiếc người nhiễm bệnh đã xông vào rồi mà bật lửa vẫn không lên. Bởi vì cô ấy đã bị nhiễm bệnh, tạm thời không bị tấn công. Lúc này mới có thời gian để tiếp tục cố gắng thử. Cuối cùng trong khoảnh khắc quan trọng đã đánh lửa thành công. Dâu và Ellie ở bên ngoài tòa nhà, nhìn lửa cháy dữ dội trong mắt tràn đầy đau khổ và không nỡ. Thế là họ đã mất đi một người bạn đồng hành. Có lẽ đây chính là sự tàn khốc của vùng đất hoang tận thế. Zombie tràn lan trong ngày tận thế thế giới. Người may mắn sống sót khổ sở sinh tồn. Cuộc hành trình sau đó dâu vẫn luôn giữ im lặng. Vì từ lâu anh đã nhận định Tess là người phụ nữ sẽ cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Cô bé Ellie không thể nhìn thêm được nữa. Cô bé cảm thấy rằng mỗi người trên thế giới đều có sự lựa chọn của riêng mình. Việc mà dâu muốn làm chính là hoàn thành nốt việc mà Tess chưa kịp làm. Những lời này dường như đã đánh thức đối phương. Anh ấy cất lời dục Ellie nhanh chóng xuất phát. Họ cần đi tìm một người bạn tên Bill ở ngoài khu vực cách ly để xin giúp đỡ. Trên đường đi, hai người đi ngang qua một trang trại. Đây là trạm trung chuyển nơi dâu cất giấu quân nhu. Chỉ có điều khoảng cách thời gian hơi lâu, anh ấy cũng phải tìm xung quanh mới được. Một người chưa bao giờ ra khỏi khu vực cách ly như Ellie nhìn xung quanh, vô tình phát hiện một phòng chứa đồ. Cô bé phấn khích nhảy vào trong. Tiếc là trên kệ đã trống rỗng. Vật duy nhất còn sót lại là một hộp băng vệ sinh. Đột nhiên có tiếng gầm từ góc vang lên, ánh sáng chiếu vào. Vậy mà lại là người bị nhiễm bệnh duy nhất trong trại đá. Ellie hơi lo lắng từ từ tiến lại gần, phát hiện đối phương không đáng sợ như tưởng tượng. Chỉ thấy cô bé vuốt nhẹ mặt của đối phương rồi dùng sức chọc vào. Toàn bộ quá trình cô bé từ đầu đến cuối đều không thay đổi sắc mặt, giống như vừa làm một việc nhỏ không đáng nhắc đến. Lúc này Bill đã thu dọn đồ đạc, nghĩ đi nghĩ lại anh ấy lại đặt cây thương lại, bởi vì đạn của nó rất khó tìm, tính hữu dụng lại không cao. Sau đó hai người tiếp tục lên đường. Ellie bị mê hoặc bởi mảnh vỡ máy bay bên đường. Cô ghen tị với những người đã từng đi máy bay. Dâu ngay lập tức đưa lời đả kích. Kết quả là tất cả bọn họ không ai còn sống. Câu nói này một lần nữa khơi dậy sự tò mò của Ellie. Cô bé muốn biết trước khi ngày tận thế đến, người bị nhiễm bệnh đầu tiên xuất hiện như thế nào. Dâu lắc đầu, có lẽ là một loại nấm đột biến, đi vào chuỗi thức ăn của con người thông qua lúa mì. Khi hai người đang nói chuyện, bất giác đi đến một cái hố. Bên trong chứa đầy rẫy thi thể người. Trong mắt Ellie tràn đầy kinh ngạc và bối rối khó hiểu. Dâu lại không hề ngạc nhiên, anh ấy nói khi nấm bắt đầu lan rộng, phía quân đội tổ chức cho toàn bộ người dân đến khu cách ly, tiếc là ở đó nhanh chóng chật kín. Thế là những người dân này bị xử tử hết rồi, bị vứt xuống hố này. Theo quan điểm của một số nhà quản lý, dân thường dù có bỏ mạng cũng còn hơn là bị mắc bệnh. Có điều mọi chuyện luôn có ngoại lệ, Bill có dâu lại không giống những cư dân khác. Anh ấy đi đến khu vực cách ly được chính phủ tổ chức. Anh ấy là người theo chủ nghĩa tận thế cực đoan. Trước khi bùng phát nấm, Bill dự trữ rất nhiều đồ dùng trong nhà. Trong lòng anh ấy rất chắc chắn, khi ngày tận thế đến, muốn sống sót thì phải dựa vào chính mình. Khi Bill là người duy nhất còn lại trong thị trấn, anh ấy chuẩn bị bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu bắt buộc phải dự trữ đủ. Gia cầm, rau củ tái chế cũng phải chuẩn bị trước.
mà điều quan trọng nhất chính là dùng dây thép gai và gỗ chặn trên con đường duy nhất xuyên qua thị trấn. Tất nhiên, xung quanh còn phải đặt một số bẫy nhỏ. Bill cứ như vậy sống sót yên ổn suốt 4 năm, cho đến một ngày có người rơi vào bẫy ngoài lưới cách ly. Bill tò mò chạy ra ngoài kiểm tra. Đối phương cũng là một người đàn ông có râu tên là Frank. Anh cùng đồng đội trốn thoát khỏi khu cách ly. Khi đến đây thì anh ta là người duy nhất còn sống sót. Sau khi xác nhận không bị nhiễm bệnh, Bill hứa sẽ đãi anh ta một bữa tối. Frank không ngừng cảm thán, đây là món ăn ngon nhất anh ta từng ăn trong 4 năm qua. Bill ngồi im lặng không nói gì, chỉ muốn Frank nhanh chóng rời đi. Ai dè Frank nhìn thấy đàn piano trong phòng khách, vậy mà lại không khỏi phấn khích khăng khăng đòi chơi xong một bài rồi đi. Khi tiếng nhạc lạc điệu vang lên, Bill cảm thấy như tai mình đang phải chịu tội vậy. Trực tiếp làm gián đoạn buổi biểu diễn của Frank. Anh ấy muốn đối phương biết cái gì mới gọi là tiếng đàn piano thực thụ. Giai điệu nhẹ nhàng lại vang lên, kết hợp với giọng hát hơi trầm của Bill. Frank lắng nghe với vẻ say mê, liền cảm thấy nỗi cô đơn của Bill tan vào tiếng hát của anh ấy. Trong lòng không khỏi sinh ra sự cộng hưởng mãnh liệt, mà Bill lại giống như chú chim nhỏ sợ hãi bị đánh mất vòng an toàn, ậm ừ chấp nhận người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Hai người đã sống với nhau như vậy được 3 năm, mâu thuẫn giữa họ dần xuất hiện. Bill là một trạch nam tiêu chuẩn, còn Frank là người không thể chịu đựng được sự cô đơn. Anh ta thà dọn dẹp cửa hàng trên đường cũng không muốn ở lại California. Trong thời gian này, qua radio không dây, bọn họ đã quen Tess và Joe trong khu cách ly. Ban đầu Bill không thân thiện với hai người cho lắm, nhưng Joe vừa cất lời đã giúp Bill giải quyết rắc rối lớn về các biện pháp phòng ngự như dây thép bao quanh. Anh ấy có thể mang một số đồ dùng mới trao đổi từ khu cách ly. Điều này khiến cho hai người một lần nữa được nếm lại nhiều món ngon đã mong đợi từ lâu. Lúc này mối quan hệ giữa cả hai trở nên thân thiết hơn. Hôm đó Joe bất ngờ cảnh báo Bill thanh dây thép có thể ngăn người nhiễm bệnh, nhưng lại không thể đề phòng con người có động cơ xấu. Không ngờ những lời này nhanh chóng trở thành hiện thực. Đêm đó một nhóm cướp có vũ trang mạnh mẽ đến bên rìa thị trấn. May thay bẫy phòng thủ đã được kích hoạt kịp thời. Frank đang ngủ say nhanh chóng bị đánh thức bởi ánh lửa bắn lên trời. Anh ta tìm quanh phòng mà vẫn chưa thấy Bill đâu. Hóa ra Bill đã chạy ra ngoài để gặp kẻ thù. Frank hét lên kêu Bill quay lại nhanh. Ai ngờ khoảnh khắc sau đó, đối phương bị đạn bắn trúng. Frank nhanh chóng đỡ Bill vào nhà. Bụng của Bill đang chảy huyết không ngừng. Anh ấy cảm thấy như mình sắp đi gặp các cụ. Khuyên người trong lòng hãy nhanh chóng rời đi và tìm dâu. Frank không trả lời mà chỉ nắm thật chặt đôi bàn tay lạnh giá. Yếu đuối của Bill, loáng cái lại 10 năm nữa trôi qua, không ngờ đêm hôm đó Bill vẫn còn sống. Bây giờ cả hai đều đầu tóc bạc trắng. Frank thậm chí còn mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Ngay cả một số khả năng tự chăm sóc cơ bản cũng không còn. Bill chủ động đảm nhận tất cả các công việc. Cuộc sống của họ dù không còn tràn đầy sức sống như xưa nhưng đã trở nên ăn ý hơn nhiều. Chỉ là Frank không muốn làm liên lụy đến Bill, quyết định kết thúc cuộc đời mình vào đêm nay. Mặc dù trong lòng Bill không nỡ, nhưng ông vẫn kiên quyết ủng hộ mọi quyết định của người yêu. Vì vậy ông đẩy Frank chậm rãi đi bộ trên phố đi bộ trong thị trấn. Họ thưởng thức những bông hoa nhỏ màu trắng họ cùng nhau trồng, nhớ lại nơi lần đầu hai người gặp nhau. Sau đó chọn ra hai bộ đồ hợp với mình nhất. Dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn họ đã trao nhẫn cho nhau. Khi màn đêm buông xuống, Bill lại chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn ngon miệng cho Frank. Giống như lần đầu tiên hai người ăn cùng nhau, Frank một lần nữa lại mỉm cười mãn nguyện, nói hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Bill không dám ngước lên nhìn ông ấy, chỉ âm thầm trộn bột thuốc vào ly rượu. Frank liếc nhìn Bill một cách đăm chiêu. Cuối cùng, ông một hơi uống cạn rượu vang. Bill nói thực ra ông ấy đã bỏ thuốc vào ly rượu của cả hai. Để có thể ra đi cùng người mình yêu, ông ấy đã rất mãn nguyện rồi. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau không kìm nén được nụ cười. Nhờ vào ánh đèn mờ ảo, Bill lặng lẽ đẩy Frank về phía phòng ngủ. Lúc này, Joe và Ellie đã đến thị trấn của Bill ở. Sau khi dùng mật khẩu mở cửa sắt, Joe nhìn thấy những bông hoa héo trước nhà Bill. Trong lòng chợt có một dự cảm không lành, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đồ ăn hư hỏng trên bàn. Anh vội vã đến phòng ngủ của Bill nhưng thấy cửa đã bị khóa từ bên trong. Lúc này Ellie nhìn thấy lá thư và chìa khóa trên bàn. Đó là lá thư tuyệt mệnh của Bill. Cô bé bảo Joe đừng vào phòng ngủ, mùi bên trong có thể sẽ rất khó chịu. Bill cảm thấy Joe là người duy nhất hiểu mình. Khi tất cả mọi người mất đi, trong trái tim của Bill không có sự xáo trộn nào. Cho đến khi ông ấy gặp Frank, người đáng để ông ấy bảo vệ cả đời. Vì vậy ông ấy muốn để lại toàn bộ vũ khí và xe hơi cho Joe, để Joe tiếp tục bảo vệ người mình yêu. Nhưng điều Bill không biết là, lúc này Tess đã không còn. Trong lòng Joe dâng lên một nỗi đau không thể giải thích được. Nhìn vào chiếc chìa khóa Bill để lại, người đàn ông mở cửa kho. Có một chiếc xe tải nhỏ sinh đậu bên trong, chỉ cần sạc đầy pin là có thể lái xe đi. Joe lại xác nhận lại Ellie không bị lây nhiễm. Sau đó anh ấy nói về dự định tương lai của mình. Anh ấy sẽ đến Wyoming để tìm em trai ruột của mình. Đối phương từng là thành viên của Đom Đóm. Có lẽ có thể đưa Ellie đến phòng thí nghiệm gần đó. Cô bé đương nhiên gật đầu đồng ý. Joe dặn Ellie phải nghe mình, không bao giờ được tiết lộ danh tính hay vết sẹo trên tay. Sau đó hai người đi xuống tầng hầm. Ở đây có bức tường chứa đầy vũ khí. Ellie không khỏi cảm thán, Bill quả thực là một người tàn nhẫn. Hơn nữa những nhu yếu phẩm hàng ngày ở đây cũng có đầy đủ.
Dâu bảo Ellie có thể mang nhiều thêm chút, ai dè cô bé đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, vậy mà lại lấy một khẩu súng lục nhét vào ba lô của dâu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hai người lên xe đã sạc đầy pin, dâu đã chu đáo giúp đỡ Ellie, người lần đầu tiên lái ô tô, buộc chặt dây an toàn, sau đó nhấn ga, lái xe nhanh về phía Wyoming, nơi em trai đang ở. Họ cũng sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, tới Wyoming để tìm kiếm em trai. Vì chặng đường xa xôi, mỗi lần họ đi ngang qua một trạm xăng phải dừng lại để lấy xăng. Mặc dù có rất nhiều ô tô bị bỏ hoang đậu hai bên đường nhưng đều đã cũ lắm rồi. Xăng trong bình đã bốc hơi từ lâu. Cuộc hành trình kéo dài một ngày một đêm, khiến cảm giác tươi mới của Ellie không còn nhiều. Cô bé tìm thấy một băng cassette ở ghế sau. Những bài hát cổ du dương nhanh chóng vang lên từ trên xe. Sau đó Ellie tìm thấy một tạp chí dành cho đàn ông. Trong lòng dâu lo lắng, bảo cô bé mau vứt đi và không được đọc nó. Sao có vài trang lại dính vào nhau nhỉ? Xem ra cô bé trưởng thành hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Dâu cố gắng chọn đường cao tốc trong suốt hành trình. Khả năng gặp vật cản hoặc người nhiễm bệnh nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có những tòa nhà chưa hoàn thiện ở hai bên đường như kể lại sự đau khổ và hỗn loạn của quá khứ. Khi màn đêm sắp buông xuống, dâu lái xe ra khỏi đường, cố tình đi vào khu rừng tươi tốt. Mặc dù nơi đây cách xa thành phố, khó gặp người nhiễm bệnh nhưng họ không dám nhóm lửa để nấu ăn, chỉ ăn đồ hộp còn chưa bị ôi thiêu. Dâu đã trải qua quá nhiều chuyện trong những năm qua, trong lòng rất rõ ràng, có những lúc người sống đáng sợ hơn nhiều so với người nhiễm bệnh. Hai người trải nệm xong xuôi vừa chuẩn bị đi ngủ, Ellie đột nhiên ngạc nhiên hỏi, tại sao Bù Nhìn lại giành được giải thưởng? Dâu không cho là vậy. Sau một hồi suy nghĩ anh nói, bởi vì nó xuất sắc trong lĩnh vực này. Chuyện cười nhạt nhẽo bất ngờ, không hiểu sao lại khiến dâu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, anh ấy không hề lơ là cảnh giác. Sau một đêm ngon giấc, dâu có thói quen pha một tách cà phê khó uống. Sau đó hai người tiếp tục lên đường. Ellie đã tra bản đồ, hành trình còn cách điểm đến một ngày một đêm. Cô chợt có hứng thú với việc tìm kiếm em trai của dâu. Người đàn ông cũng không giấu giếm, nói rằng em trai Tommy của anh ấy suốt ngày nghĩ đến việc cứu thế giới, lựa chọn nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi nấm khuẩn phát tán, dâu vì muốn bảo vệ anh ấy cũng đã gia nhập đội của Tommy cùng nhau đến Boston. Ở đó dâu đã gặp Tess, mà Tommy lại quen Marlene. Nhân tiện, anh ấy đã gia nhập tổ chức Đom Đóm. Anh luôn cảm thấy em trai mình luôn ảo tưởng giải cứu thế giới. Ellie đột nhiên hỏi lại, nếu không có hy vọng, vì sao mọi người còn sống? Dâu suy nghĩ một lúc, hy vọng của anh ấy là bảo vệ những người thân yêu của mình. Đó là lý do tại sao anh ấy đi tìm em trai mình. Lòng Ellie khẽ lay động, cháu có được coi là người thân của chú không? Dâu nói, sự thật cháu chỉ có thể là hàng hóa, nhưng anh ấy đã hứa với Tess sẽ bảo vệ Ellie. Khi hai người đang nói chuyện, ngày càng có nhiều phương tiện bị bỏ rơi ở hai bên đường. Dâu không thể không dừng xe, vì đường phía trước bị xe tải chặn rồi. Người đàn ông nhìn xung quanh một cách cẩn thận, với điều kiện hiện tại không thể giải quyết những trở ngại được. Cách duy nhất là đi vòng quanh, nhưng cứ như vậy, họ sẽ phải rời khỏi đường cao tốc, đi qua các thành phố lân cận của con người. Con đường này nguy hiểm hơn nhiều so với con đường ban đầu, dấu vết thi thể ở khắp mọi nơi. Ellie bất ngờ nhìn thấy khu cách ly bị bỏ hoang, một người bị thương chạy đến cầu cứu. Người đàn ông không nghĩ ngợi gì liền bảo cô bé thắt dây an toàn. Sau đó anh đạp ga và lao về phía trước, nhưng không ngờ khu vực xung quanh đã bị mai phục, lốp xe lập tức bị nổ. Sau đó anh chạy vào một cửa hàng tiện lợi, dầu biết mình đã gặp phải một băng cướp rồi. Điều này rất phổ biến trong ngày tận thế. Đạn giày đặc cứ vù vù bay qua, dâu hét lên và nhanh chóng đứng dậy và bắn trả. Ellie nhân cơ hội trốn vào cái lỗ nhỏ ở bức tường đối diện. Khi tiếng súng bên ngoài kết thúc, kẻ thù cuối cùng đã bị tiêu diệt. Dâu vừa định thay đạn, đột nhiên có người đột nhập vào từ cửa sau. Dâu không kịp đề phòng bị đối phương siết chặt cổ. Ellie đang trốn sau bức tường nhận ra dâu sắp không chống đỡ được nữa. Thế là cô bé lặng lẽ rút khẩu súng giấu trong mình ra, không do dự mà bóp cò. Người đàn ông xông vào kia bị bắn vào chân. Hắn liên tục cầu xin hai người họ hãy để mình sống. Sau đó hắn rút con dao găm mang trên người ra, chứng tỏ mình không có ý định phản kháng. Dâu phớt lờ, chỉ lặng lẽ lấy đi khẩu súng lục của Ellie, bảo cô bé trốn trong lỗ trên tường. Tiếng cầu xin đau khổ bên ngoài chợt dừng lại. Ellie biết rằng dâu đã xử lý kẻ đột nhập kia rồi, nhưng cô vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Cô bé thậm chí còn nắm rõ quy tắc sinh tồn ngày tận thế, không thể có lòng thương xót hay nhân từ. Dâu có chút kinh ngạc về sự giác ngộ của Ellie, cũng không lên tiếng giải thích. Điều cấp bách nhất là phải rời khỏi đây. Quả nhiên trận đấu súng vừa rồi nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng vũ trang địa phương. Một đám đông tay súng bao quanh các thi thể. Có người đoán việc này là do người ngoài làm. Cô gái thủ lĩnh Catherine vô cùng căng thẳng, nghĩ rằng đó có thể là quân tiếp viện được gọi đến của kẻ thù cũ của cô ấy, Henry. Sau đó cô ấy triệu tập tất cả cấp dưới của mình, quyết phải bắt những kẻ gây rối này. Trên thực tế, không có gì lạ khi Catherine thận trọng quá mức, vì cách đây không lâu cô mới dẫn dắt những người dân lật đổ khu cách ly chính thức. Hiện tại vẫn còn một số người phụ trách đang chạy trốn. Henry mang theo một chiếc radio, phải kịp thời bắt được hắn mới được. Tất cả quân chống đối bắt đầu đi đến từng nhà lục soát. Dâu đang trốn trong một ngôi nhà có chút lo lắng. Trước khi màn đêm buông xuống, họ phải ra khỏi đây.
Bây giờ chỉ có thể ngồi đó và chờ đợi. Lúc này dâu mới có thời gian để bày tỏ lời xin lỗi. Trước đây tất cả đều là sơ suất của anh ấy mới khiến Ellie như bây giờ. Không ngờ cô bé lại không nghĩ vậy. Cô nói đây không phải là lần đầu tiên cô bé gặp phải tình trạng này. Dâu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, chủ động trả lại khẩu súng lục cho Ellie và dạy cô cách cầm súng chắc chắn hơn. Đây không phải là những kiến thức về súng ống bình thường được dạy trong ngôi trường ở khu cách ly. Rõ ràng dâu hoàn toàn công nhận Ellie, không còn coi cô bé là gánh nặng hay hàng hóa, mà phía bên quân chống đối. Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng có phát hiện mới. Họ đang ở trên gác mái nhìn thấy rất nhiều bức tranh của trẻ em, có một số chai lọ rỗng và lon chất đống trên mặt đất. Catherine khẳng định tất cả đều do kẻ thù cũ Henry để lại. Có lẽ vì hết đồ ăn nên hắn đã đưa đứa trẻ đi chỗ khác. Đột nhiên có tiếng động từ phòng dưới nhà. Đẩy cửa vào kiểm tra, có một vết lõm rất rõ ràng ở giữa trần. Người phụ nữ hét lên, nhanh chóng ra khỏi cửa. Cô ấy biết có điều gì đó khủng khiếp đang ẩn nấp dưới lòng đất, dặn dò đàn em phong tỏa tòa nhà. Bây giờ chúng ta hãy tìm ra những kẻ gây rối đó trước. Mà dâu và Ellie lúc này đã đến một tòa nhà bỏ hoang. Nơi này cao 42 tầng, dâu quyết định leo lên cao nhất có thể, càng lên cao càng an toàn. Cũng thuận tiện để quan sát đường thoát hiểm sau khi trời sáng. Ellie có chút khó hiểu. Khi người bị thương cầu cứu, dâu làm cách nào để nhìn thấu lớp ngụy trang của đối phương? Người đàn ông có chút buồn. Thực tế anh ấy không phát hiện gì. Chỉ là anh ấy đã từng làm những điều tương tự trước đây. Để có được nguồn cung cấp sinh tồn, không có gì con người không làm được. Muốn sống tiếp thì đừng tin tưởng bất cứ ai. Cả hai leo lên khoảng chừng tầng 40. Dâu ngẫu nhiên chọn một phòng để nghỉ ngơi. Anh còn cẩn thận giải vài mảnh kính ở cửa ra vào để ngăn chặn ai đó lẻn vào. Người đàn ông cảm thấy có chút áy náy. Anh ấy nghĩ Ellie còn quá trẻ, không nên nhận ra sự tàn khốc của thế giới quá sớm. Ai ngờ cô bé lại đột nhiên hỏi một câu, chú có biết tiêu chảy sẽ di truyền không? Dâu bối rối, Ellie nhanh chóng tuyên bố đáp án, đây gọi là di truyền gia tộc. Sắc mặt dâu đông cứng, quay người lại thì hoàn toàn không chịu nổi nữa, không nhịn được cười phá lên. Mặc dù căn phòng này nhỏ và lạnh lẽo, nhưng dần dần nó trở nên ấm áp hơn. Cũng không biết qua bao lâu, dâu bị đánh thức bởi tiếng hét gọi thúc giục của Ellie. Nhưng thứ chào đón anh là họng súng lạnh lẽo. Quân phản đối thành phố Kansas cuối cùng đã lật đổ sự cai trị tàn bạo của chính quyền. Tất cả người dân đã đến quảng trường và cổ vũ. Tiếp sau đó là cuộc tiêu diệt tàn ác các lực lượng còn lại. Đương nhiên những người thông đồng với địch trong đó cũng không thể bỏ qua. Những người này ban đầu là cư dân tầng lớp thấp hơn của thành phố. Để có thể đổi lấy thêm đồ dùng sinh hoạt, họ đã lén tiết lộ thông tin bí mật của người thống trị ban đầu. Lãnh đạo quân chống đối Catherine ghét điều này. Sau khi ra lệnh giải quyết hết cấp phó, lại nhấn mạnh phải bắt được anh em của Henry. Lúc này, trên đường phố quân chống đối đang tìm kiếm khắp nơi. Anh em nhà Henry dựa vào sự thông thạo địa hình, có thể thoát khỏi tầm mắt của họ hết lần này đến lần khác. Không ngờ trong bóng tối bỗng xuất hiện một bóng người. Henry thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy đối phương. Hóa ra hai người là bạn tốt đã quen nhau nhiều năm. Khi thành phố hỗn loạn đã hẹn nhau trú ẩn trên căn gác mái bí mật này. Chỉ có điều không mang theo nhiều đồ ăn thôi. Henry tính toán, cùng lắm là kiên trì được 11 ngày. Quân chống đối ngoài đường vẫn đang truy lùng họ. Henry nhìn thấy em trai Sam đang trốn trong góc ủ rũ không vui. Lập tức đổi nét mặt thoải mái, lôi túi bút màu ra, vẽ hình hoạt hình trên các bức tường xung quanh. Điều này khiến Sam nhanh chóng quên đi tình cảnh khó khăn hiện tại của mình. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, nguồn dự trữ của họ đã cạn kiệt. Ông lão tóc trắng đi ra ngoài tìm vật tư cũng đã nhiều ngày chưa về rồi. Trong lòng Henry đã rõ hẳn ông đã bị quân chống đối bắt rồi. Để không làm lộ nơi trú ẩn của anh em Henry, có lẽ ông già này đã bỏ mạng. Quân chống đối bên ngoài vẫn đang truy lùng khắp nơi. Henry biết đã đến lúc phải rời khỏi đây, nhưng em trai Sam lại rất lo lắng. Người đàn ông nhìn vào bức tranh siêu nhân trên tường, giả vờ bí ẩn yêu cầu em trai nhắm mắt lại, sau đó chấm nhẹ sơn lên mặt cậu. Thoạt nhìn, nó trông giống như siêu nhân trên bức tranh tường. Sam lập tức nở nụ cười thoải mái. Đúng lúc hai anh em chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên có tiếng súng vang lên ngoài cửa. Henry lặng lẽ nhìn xung quanh, chính dâu là người đang chiến đấu với quân nổi dậy trong thành phố. Lòng anh khẽ lay động, theo chân đối phương từ xa đến một tòa nhà. Nhân lúc đêm không có người, lẻn thẳng vào phòng và bắt dâu và Ellie. Nhưng Henry không có ý định xấu, mà muốn bàn hợp tác với bọn họ. Cả bốn người đều bị quân chống đối bắt giữ. Xét trên mặt ý nghĩa nào đó, họ đương nhiên sẽ trở thành đồng minh. Henry rất thạo địa hình ở đây, anh ta biết một con đường bí mật dẫn ra ngoài thành phố. Dâu ngày càng cảnh giác, cậu có thể tự chạy trốn. Tại sao lại muốn hợp tác với tôi? Henry có chút bất lực, cả đời này của anh ta chưa từng hại ai. Cần người thiện chiến như dâu để mở đường. Chứng kiến Ellie và Sam đang chơi rất hợp nhau, dâu cuối cùng đã đồng ý hợp tác. Henry nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy trắng. Bốn phía thành phố đều đã bị quân chống đối bao vây. Cách duy nhất để thoát khỏi thành phố là sử dụng đường hầm dưới lòng đất. Dâu cảm thấy hơi lạ, nếu đã không gặp phải quân chống đối, vậy muốn anh ấy đối phó kẻ thù nào? Thần sắc của Henry có hơi nghiêm túc. Sở dĩ thành phố này không có người nhiễm bệnh, đó là bởi vì tất cả họ đều bị đuổi đến dưới lòng đất. Sắc mặt dâu thay đổi. Vậy thì không phải chúng ta đi vào đường hầm dưới lòng đất là đi tự tử sao? Henry nói với sự chắc chắn tuyệt đối.
có rất ít người nhiễm bệnh trong đường hầm, cùng lắm là gặp 1,2 tên. Dầu biết mặc dù như này có chút mạo hiểm, nhưng bây giờ đó là cách duy nhất để trốn thoát. Nhóm 4 người vội vã đến ga tàu điện ngầm. Họ phải đi qua một đường hầm dưới lòng đất, thoát khỏi một thành phố đầy quân chống đối. Con đường phía trước vô cùng mờ mịt. Họ hạ bước và chậm rãi tiến đến trước, dè dặt và đề phòng. Người nhiễm bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. May thay, chẳng bao lâu sau, họ phát hiện một căn phòng ẩn. Những bức tường xung quanh được bao phủ bởi những hoa văn đầy màu sắc. Có rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày nằm rải rác trên mặt đất. Dâu không ngạc nhiên về điều này. Khi nấm bùng phát, nhiều người sống sót đang ẩn náu dưới lòng đất. Tiếc là cuối cùng vẫn không sống sót được. Ellie và Sam không quan tâm đến những điều này, mà liên tục tìm kiếm đồ chơi mới lạ. Họ lớn lên sau ngày tận thế, căn bản không hiểu sự tàn khốc của đợt bùng phát nấm khuẩn. Vẻ mặt Henry đầy nhẹ nhõm. Đã lâu rồi anh không thấy em trai mình vui vẻ như vậy. Dâu đột nhiên hiểu ra tại sao Henry lại chọn thông đồng với địch rồi. Trong ngày tận thế muốn nuôi sống em trai thì cần thêm nguồn lực mới được. Henry lại thở dài, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Nếu không, quân chống đối cũng sẽ không thể dốc lực nhiều như vậy để tìm kiếm họ. Hóa ra em trai Sam của anh ấy mắc bệnh bạch cầu. Cách cứu chữa duy nhất chính là tìm kẻ thống trị để đổi lấy thuốc. Vì thế Henry không thể không phản bội và trừ khử người lãnh đạo quân chống đối mà anh ta ngưỡng mộ nhất. Mà người lãnh đạo hiện tại, Catherine, chính là em gái ruột của người đó. Chẳng trách cô ấy lại hận Henry đến xương tủy như vậy. Dâu nghe xong, hồi lâu không nói gì. Trong lòng không có gì trách móc. Muốn sống sót trong ngày tận thế, có bao nhiêu người có thể giữ lương tâm trong sạch. Nhưng may mắn thay, 4 người nhanh chóng đi qua đường hầm, đến ngoại thành một cách suôn sẻ. Ellie ngây thơ đã bắt đầu thuyết phục anh em Henry cùng nhau đến bang Wyoming. Nhưng dâu lại có vẻ không đồng ý. Ellie dường như đã đoán trước được phản ứng của anh ấy. Chắc chắn không thể nào. Một tiếng súng phá vỡ sự im lặng. Dâu và những người khác vội vàng nấp sau xe, trên căn gác cách đó không xa. Vậy mà lại có một cuộc tấn công bắn tỉa. Dâu biết rằng đây không phải là con đường nên đi, nên bảo Ellie ở yên tại chỗ và đừng di chuyển. Anh ấy muốn đi xung quanh và giải quyết đối thủ. Dâu bắt nhịp được tiếng súng, liên tục thay đổi nơi ẩn náu. May mắn thay, tài thiện xạ của đối thủ không chuẩn. Dâu ngày càng tiến gần đến lóc bắn tỉa. Sau khi lặng lẽ mở cửa, anh cố gắng bước đi nhẹ nhất, cuối cùng thuận lợi đến tầng 2. Không ngờ người bắn tỉa lại là một ông già tóc trắng. Dâu nói chỉ cần hạ vũ khí xuống thì có thể sống. Ai dè ngay sau đó dâu nhặt khẩu súng bắn tỉa và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến giọng nói của lãnh đạo quân chống đối, Catherine. Quân tiếp viện sắp đến. Người đàn ông lập tức hét ra ngoài cửa sổ, mau chạy đi. Tiếc là vẫn quá trễ, một nhóm quân chống đối đã đến. Siêu xe tải hạng nặng dẫn đầu trực tiếp đè bẹp nhóm người của Ellie. May mắn thay, vào thời khắc quan trọng dâu trên gác mái nhắm bắn xử lý được tài xế. Chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào nhà ven đường. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, những kẻ nổi loạn vừa bước ra khỏi xe đã bị sốc. Đợi khói dần tan đi, Catherine bắt đầu dẫn mọi người đi tìm kiếm khắp nơi. Dâu trên gác mái rúc vào sau bức tường, lúc này có đánh trả cũng vô ích. Mà Henry trốn sau xe cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ở đây. Vì Ellie và Sam, Henry đột ngột đứng dậy. Anh ta chỉ yêu cầu Catherine buông hai đứa trẻ ra. Không ngờ đối phương trực tiếp lắc đầu từ chối. Dưới ngày tận thế trẻ em cũng sẽ không sống được. Khi cô ấy chuẩn bị bắn Henry, chiếc xe tải vừa phát nổ đã bất ngờ lao ra khỏi đường ray. Không ngờ dưới đống đổ nát của căn gác xếp vậy mà lại ẩn chứa một cái hố sâu. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng gầm. Ngay sau đó, một nhóm lớn người nhiễm bệnh đột biến bất ngờ bò ra khỏi hố, liều mạng lao về phía quân chống đối. Cho dù hỏa lực của bọn họ có khốc liệt đến đâu, vẫn hoàn toàn không thể chống lại vết cắn của người nhiễm bệnh. Henry ngay lập tức đoàn tụ với hai đứa trẻ. Anh ta đưa hai đứa trẻ đến nơi an toàn. Thật không may, họ nhanh chóng bị tách ra bởi những kẻ bị nhiễm bệnh. Dâu trên gác xếp nhanh chóng nhắm bắn. Ellie phản ứng rất nhanh, men theo mặt đất di chuyển nhanh chóng về trước, thuận thế leo lên một chiếc xe hỏng. Nhưng vào lúc này, trong hố sâu có một người nhiễm bệnh khổng lồ chui ra ngoài. Sức mạnh của nó rõ ràng là lớn hơn nhiều. Phó thủ lĩnh giục Catherine đi trước, sau đó bắn điên cuồng vào người kia. Nhưng ngay sau đó phó thủ lĩnh phải lãnh kết cục bất hạnh. Trong xe của Ellie đột nhiên một người nhiễm bệnh bước vào. Cô bé hoảng sợ đến mức bỏ chạy, tình cờ nhìn thấy anh em Henry bị mắc kẹt dưới gầm xe. Lúc này cô bé không quan tâm nhiều, nhanh chóng chạy về phía hai người họ. Dâu trên gác mái vô cùng lo lắng liên tục nhắm bắn. Ellie lập tức lấy con dao găm ra, cho hai người nhiễm bệnh mỗi người một nhát dao. Ba người cuối cùng đã trốn thoát được khỏi chiến trường. Không ngờ Catherine bất ngờ xuất hiện với khẩu súng. Ellie tái mặt, người nhiễm bệnh kia lại xuất hiện vồ lấy Catherine. Dâu, người đã đi xuống tầng dưới, lập tức rời đi cùng với bọn họ. Chỉ còn lại rất nhiều người nhiễm bệnh chạy về phía khu dân cư. Trong một tòa nhà bỏ hoang cách xa thành phố, dâu kinh hồn bạt vía vẫn không ngừng thở hổn hển. Ellie và Sam làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đang xem sách một cách thích thú. Henry giục hai đứa trẻ đi ngủ nhanh, nhưng Ellie sinh ra là để nổi loạn. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô bé lại yêu cầu Sam tiếp tục đọc sách. Nhưng cậu bé trông có vẻ hơi chán nản, cậu viết một dòng chữ vào sổ tay. Điều cậu sợ nhất là gì? Ellie suy nghĩ một lúc,
nói rằng cô ấy sợ nhất bản thân mình là người duy nhất còn lại trên thế giới. Điều Sam sợ là một khi bị nhiễm bệnh, trong nội tâm có còn là chính mình nữa không? Ngay sau đó cậu xắn quần lên lộ ra vết cắn. Ellie biến sắc nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ellie cũng từng bị người nhiễm bệnh cắn một lần. Có lẽ huyết tương của cô chính là thuốc giải. Chỉ thấy Ellie cắt lòng bàn tay của mình bằng một con dao sau đó bôi lên vết thương của Sam. Cậu bé vẫn có chút lo lắng xin Ellie thức cùng cậu. Cô bé vui vẻ đồng ý nhưng vẫn không cẩn thận ngủ đến tận khi trời sáng. Cô bé thấy Sam ngồi im lặng ở mép giường vừa muốn đến và nói xin chào. Không ngờ đối phương hung hãn xông tới. Henry ở ngoài phòng cũng rất ngạc nhiên. Nhặt khẩu súng lục trước theo bản năng bắn vào Sam đang biến đổi. Khi thấy em trai bị thương, Henry lúc này mới phản ứng lại. Anh ta đã tự tay tiện em trai mình đi. Thế là anh ta lại chĩa súng vào đầu mình. Bầu trời bên ngoài ảm đạm đến đáng sợ. Dâu chôn cất hai anh em Henry trên một bãi đất xanh cỏ. Ellie lấy cuốn sổ mà Sam đã sử dụng khi còn sống. Đặt ở trước gò đất viết trên đó ba chữ. Mình xin lỗi, vì không thể thức cùng Sam. Dâu không hề nói lời an ủi nào trong suốt quá trình. Vì ngày tận thế zombie ai cũng phải trải qua quá nhiều tiếc nuối và hối hận. Khi đầu đông đến dâu và Ellie đã đến Wyoming. Chỉ có điều nơi này rộng lớn và dân cư thưa thớt. Đừng nói là tìm em trai, ngay cả một bóng người còn chẳng thấy. Hai người đi một vòng cuối cùng cũng tìm được một căn nhà nhỏ riêng biệt. Bên trong có một cặp đôi già lạc quan. Đối mặt với sự đột nhập bất ngờ của dâu và Ellie, họ cư xử bình tĩnh khác thường. Đặc biệt là sau khi gặp Ellie lanh lợi, dấu vết cảnh giác duy nhất còn sót lại đã biến mất. Ông già rất quen thuộc với địa hình ở đây. Cảnh báo dâu nhiều lần tuyệt đối không được vượt qua con sông dài ở giữa cánh rừng. Bởi vì dân số ở phía bên kia dày đặc hơn, có thể có một số lượng lớn người bị nhiễm bệnh. Chuyến này của dâu chỉ để tìm người, nhất định phải sang bên kia sông xem. Sau khi cảm ơn hai người già, anh ấy dắt Ellie và lên đường lần nữa. Hai người đi qua cánh đồng tuyết băng qua đám cỏ dại khô héo. Cuối cùng nhìn thấy một dòng sông xanh dài, họ định nghỉ đêm trên bờ. Nơi này dân cư thưa thớt, gần như không có người nhiễm bệnh. Dâu cũng mạnh dạn đốt lửa trại, cực quang rực rỡ phản chiếu trên bầu trời. Ellie đang vô cùng tận hưởng cuộc sống của mình. Cô bé sinh ra ở khu cách ly. Trước đây cô chỉ có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài trong thư viện. Giờ đây cách đích ngày một gần. Cô ấy đã suy nghĩ về cuộc sống sau khi nghiên cứu thuốc giải rồi. Suy nghĩ của dâu rất đơn giản, anh chỉ mong mình và em trai có thể tìm được một nơi không có ai. Xây một căn nhà nhỏ rồi nuôi vài con vật. Khi thấy bầu trời tối dần, dâu bảo Ellie mau đi ngủ. Anh sẽ ngồi thức để canh đêm. Kết quả là sáng sớm hôm sau, dâu đột nhiên tỉnh dậy sau giấc mơ. Lại thấy Ellie đứng sang một bên với khẩu súng trên tay. Dâu cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Trách Ellie rằng cô nên đánh thức mình dậy canh đêm. Cô bé cũng không bao biện gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Hai người họ bước về phía trước. Chẳng mấy chốc họ gặp một cây cầu sắt bắc qua một con sông dài. Dâu ngập ngừng bắn vài phát. Đợi hồi lâu mà không có phản ứng gì. Có vẻ như ở phía bên kia khá an toàn. Cả hai đã vượt sông dài thành công. Ellie không khỏi lẩm bẩm. Nơi này không nguy hiểm như lão già trong nhà gỗ nói. Họ cứ vậy mà đi dọc bờ sông. Từ xa đã nhìn thấy một con đập bắc qua dòng sông dài. Dâu nói với Ellie, trước khi ngày tận thế đến, nơi này chính là nhà máy điện. Đúng lúc này vài người lạ cưỡi ngựa lao ra từ sườn đồi. Dâu không kịp phản ứng, liền bị đoàn người bao vây. Khuôn mặt của những người này đầy địch ý, trực tiếp thả một con chó săn, định thử xem dâu có bị nhiễm bệnh hay không. Dâu bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất căng thẳng. Mặc dù Ellie có cơ chế miễn dịch, nhưng không đảm bảo không mang virus vào cơ thể. Nhìn thấy chó săn ngày càng tiến lại gần Ellie, anh ấy chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng, nhưng không thể làm gì được. May mắn thay, đàn chó săn không phát hiện điều gì bất thường. Dâu vội vã nói lai lịch mình tới để tìm người. Tên là Dâu, một trong những người phụ nữ da đen từ từ bước ra, ánh mắt dường như có chút sao động. Dâu và những người khác cưỡi ngựa điên cuồng trên thảo nguyên, rất nhanh đã đến cộng đồng nhân loại. Sau khi đi qua lan can bảo vệ nặng nề, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi. Ai dám tin đây thực chất là trại sinh tồn sau ngày tận thế. So với sự hoang tàn và hỗn loạn bên ngoài, nơi này quả là thiên đường chốn nhân gian. Gương mặt của mọi người đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Dâu quan sát suốt chặng đường. Từ xa, anh ấy đã nhìn thấy em trai Tommy đang sửa nhà. Hai anh em đã xa nhau hơn nửa năm cuối cùng cũng gặp lại nhau ở đây. Dâu không khỏi bật khóc nức nở. Người đàn ông trước mặt là người thân duy nhất của anh ấy. Họ nhanh chóng đến một nhà hàng lớn. Dâu và Ellie bắt đầu ăn uống thoải mái. Đã lâu rồi họ chưa có một bữa ăn ngon nào. Tommy cũng vô cùng phấn khích. Anh long trọng giới thiệu vợ với anh trai. Tên cô ấy là Maria. Bởi vì Tommy thường nhắc đến dâu trước mặt cô, nên trước đây ở ngoài thành Maria mới lập tức nhận ra anh. Người phụ nữ này chính là người có địa vị trong trại. Phải mất trọn 7 năm, nơi này mới có nhân khí và sự phồn vinh như hiện tại. Bởi vì điện không dây đã bị phá hủy toàn bộ, nên những năm gần đây không có thế lực lớn nào nhắm vào họ. Mà họ cũng đã có điện cách đây 2 năm. Nguồn điện chính là trạm thủy điện mà dâu đã nhìn thấy trước đó. Hiện nay chăn nuôi đang đi vào đúng quỹ đạo. Nói cách khác, nơi đây hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Tất cả các nguồn lực được phân bổ bởi ủy ban.
đã được xem là một hệ thống xã hội hoàn chỉnh rồi. Sau khi tìm hiểu cộng đồng, Dâu quyết định nói chuyện riêng với em trai mình. Anh ấy không đến đây để an dưỡng tuổi già và tận hưởng hạnh phúc. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là đưa Ellie đến căn cứ địa của Đom Đóm. Thật bất ngờ, mắt Tommy bắt đầu lấp lánh. Anh biết Dâu tới lần này là muốn đưa mình đi, nhưng anh ấy đã thích nghi với cuộc sống hiện tại rồi, cũng không muốn theo anh trai trải qua ngày tháng đáng sợ. Dâu vẫn có chút không muốn bỏ cuộc tiếp tục thuyết phục em. Không ngờ Tommy đột nhiên nói anh ấy sắp làm bố rồi. Anh ấy rất hy vọng vào quãng đời còn lại. Đôi mắt Dâu lập tức tối sầm lại, nói rằng sáng mai anh sẽ đi sớm. Lúc này trông anh già đi rất nhiều, thậm chí còn cảm nhận được trái tim sắp ngừng đập rồi. Anh nhìn thấy trong đám đông ồn ào có một hình bóng quen thuộc, nhưng Dâu đã nhanh chóng phản ứng lại. Con gái anh ấy đã không còn, người em ruột duy nhất bây giờ có thể cũng phải rời mình mà đi. Lúc này, Ellie đang tắm nước nóng ở trong nhà của Tommy. Căn phòng của cô vẫn còn lưu giữ nhiều đồ vật cũ từ xưa, có một số quần áo sạch chất đống trong phòng ngủ. Đây là thứ Maria đặc biệt chuẩn bị cho Ellie. Cô bé tò mò nhặt chiếc túi nhựa trong suốt lên, xem xong hướng dẫn Ellie mới biết cách dùng. Có một chiếc bảng đen nhỏ đặt trên lò sưởi trong phòng khách, trên đó viết tên của hai đứa trẻ đã mất. Sau khi hỏi Maria thì mới biết một trong những cô gái tên là Sarah, không ngờ là con gái của Dâu. Sau khi ăn mặc cẩn thận, Ellie được Maria đưa đi xem phim. Đây là một điều khá xa xỉ trong ngày tận thế, nhưng cô bé không có ý định xem phim, mà cứ quay đầu nhìn trái ngó phải suốt. Lúc này Dâu đang buồn bã trong nhà kho, Tommy mang đến cho anh ấy một đôi bốt mới toanh. Anh cũng thấy hơi có lỗi với anh trai mình. Dâu không tiếp tục tiếp lời mà đề cập đến thân thế của Ellie. Kháng thể ở cô bé có thể cứu thế giới, phải đưa cô bé đến căn cứ địa của Đom Đóm mới được. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Tess trước khi mất. Dâu vốn tưởng rằng mình có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng sau khi trải nghiệm nhiều điều trên đường, anh ấy phát hiện ra mình thật sự đã già rồi, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Đôi khi thậm chí còn cần Ellie phải ra tay giúp đối phó với kẻ thù. Nếu cứ tiếp tục một ngày nào đó sẽ hại Ellie mất. Cách tốt nhất vào lúc này là để Tommy trẻ trung và khỏe mạnh tiếp tục hộ tống Ellie. Người em trai nghe xong im lặng hồi lâu. Anh ấy nói sẽ đưa cô ấy đi vào sáng sớm mai. Sau khi gặp Tommy, Dâu đến phòng Ellie đang ở, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt phủ đầy nỗi buồn của cô bé. Hóa ra là khi đang xem nửa bộ phim cô ấy đã ra ngoài tìm Dâu, nên đã nghe được cuộc nói chuyện của anh em họ. Ellie mồ côi từ khi còn nhỏ, từ lâu đã coi Dâu như người thân duy nhất của mình. Bây giờ đối phương lại bỏ rơi cô bé vì lý do an toàn. Trong lòng cô bé rất phẫn nộ. Cô bé cho rằng mạo hiểm cùng người khác bản thân sẽ chỉ sợ hãi hơn. Dâu nhìn cô ấy thật sâu rồi xoay người bỏ đi. Sau khi trở về phòng, anh ấy ở trên giường, im lặng hồi lâu. Hình ảnh con gái lại hiện lên trong tâm trí Dâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tommy và Ellie thu dọn đồ đạc xong xuôi. Vừa đến Griffin đã thấy Dâu chuẩn bị lấy đồ ăn trong nhiều giờ. Sau một đêm suy nghĩ, anh ấy quyết định tự mình dẫn Ellie lên đường. Ellie dường như đã đoán được điều đó. Tommy đưa cho anh trai khẩu súng bắn tỉa của mình và bảo anh ấy quay lại sống ở đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Dâu và Ellie nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi trải qua chuyện này, anh bắt đầu dạy cô bé một số kỹ năng sinh tồn. Dưới ngày tận thế, thà dựa vào chính mình còn hơn dựa vào người khác. Ellie cũng học rất nhanh, đặc biệt ở một số khía cạnh cô bé còn tự học mà không cần giáo viên. Hai người cưỡi ngựa và đi du lịch trong vài ngày, xuyên qua rừng rậm, băng qua đồng bằng rộng lớn, cuối cùng đã tới rìa thành phố. Tổng bộ Đom Đóm mà họ đang tìm kiếm nằm ngay trong trường đại học giữa thành phố. Sau khi thuận lợi đến nơi, Ellie bắt đầu tưởng tượng cuộc sống đại học ở đây. Dâu kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho cô. Một đàn khỉ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Ellie đoán rằng chúng chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, có nghĩa là tòa nhà sinh học của căn cứ địa Đom Đóm không còn xa nữa. Nhưng khi hai người đến nơi, lại phát hiện cửa không có ai canh giữ. Dâu dần dần có dự cảm không tốt. Quả nhiên các mảnh vụn trong sảnh vương vãi khắp nơi, lại chẳng có ai cả. Danh sách vận chuyển trên mặt bàn chứng tỏ Đom Đóm hẳn đã chuyển đến nơi khác rồi. Đột nhiên trên tầng có tiếng động vang lên. Dâu bám vào bức tường và từ từ đến gần. Sau khi dặn Ellie hãy cẩn thận, anh ấy đột ngột đẩy cửa vào. Dâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có một tấm bản đồ khổng lồ treo trên bảng hiệu, tất cả các mũi tên hội tụ về một điểm, hẳn là Đom Đóm đã chuyển đến thành phố Salt Lake rồi. Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa sổ, Dâu nhìn xung quanh, vậy mà lại là mấy tên cướp. Dâu vội vàng đưa Ellie xuống lầu, lên kế hoạch rời khỏi đây một cách lặng lẽ. Lại không ngờ rằng khi chuẩn bị lên ngựa, kẻ cướp bất ngờ xuất hiện. Dâu quay người tránh né, ôm cổ đối phương một cách thô bạo, dùng thêm chút lực đánh bại kẻ thù thành công, nhưng anh cũng bị đâm vào bụng dưới. Dâu vừa rút con dao găm ra, lại có thêm mấy tên nữa xuất hiện. Cả hai nhanh chóng lên ngựa chạy trốn về đằng xa. Ellie rút súng ra và bắn liên hồi, cuối cùng đã thành công thoát khỏi kẻ truy đuổi. Nhưng Dâu cũng dần bất tỉnh do mất huyết tương quá nhiều, từ trên ngựa ngã xuống. Ellie lo lắng bước tới để kiểm tra, nhưng Dâu lại không có phản ứng gì cả. Khuôn mặt cô bé đầy vẻ tuyệt vọng. Trước đây, Dâu lặng lẽ lo liệu mọi việc. Bản thân cô bé thậm chí còn không lo lắng về việc mình sẽ đi đâu. Bây giờ bức tường bảo vệ đã sụp đổ rồi, cô nên đi đâu về đâu đây?
Cô bé Ellie đã dùng hết sức lực mới kéo anh ấy vào trong một ngôi nhà gỗ gần đó, nhưng dấu vết để lại trên đường đi quá rõ ràng, nếu có người đuổi theo cũng sẽ nhanh chóng tìm đến thôi. Dầu chịu đựng cơn đau dữ dội và mắng Ellie hãy nhanh chóng rời đi, thấy cô bé chẳng thèm nghe anh ấy đẩy mạnh Ellie, bây giờ không phải là lúc để tự phụ. Trong lòng Ellie cũng hiểu đạo lý này. Sau khi nhìn sâu vào dâu, cô bé kiên quyết quay người và đi về phía cửa. Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, một sự kiện trong quá khứ dần hiện lên trong tâm trí cô. Ellie của nửa năm trước vẫn là thực tập sinh trong khu cách ly. Ở cùng cô còn có rất nhiều cô nhi trẻ tuổi. Đột nhiên, một cô gái cao lớn đã giật lấy tai nghe của Ellie. Ellie vốn tính khí nóng nảy trực tiếp giơ nắm đấm lên và đấm cô gái kia. Kết quả là quầng mắt trái của Ellie trở nên thâm đen. Cô gái cao kia phải khâu 15 mũi trên mặt. Giáo quan phụ trách đào tạo đã rất bất lực. Ellie đã vi phạm 3 lần trong tháng này. Anh ấy không muốn kéo dài cách làm như trước nữa. Thực tập sinh như Ellie chỉ có 2 con đường để đi tới tương lai. Những người biểu hiện kém sẽ bị chuyển sang lính cấp thấp, lặp đi lặp lại công việc tuần tra nhàm chán mỗi ngày. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị một phát bắn đi gặp các cụ luôn. Chỉ những người tuân theo các quy tắc mới có thể trở thành sĩ quan, sống một cuộc sống thoải mái khó tưởng tượng, thậm chí còn có thể tùy ý dạy bảo. Một người như cô nữ sinh kia Ellie đã chọn loại thứ hai không chút do dự. Lần này giáo quan cũng không phạt, thậm chí còn trả lại chiếc máy ghi âm đã bị tịch thu cho Ellie. Trải qua chuyện này, Ellie quyết định trở thành cô bé ngoan tuân thủ quy tắc, tắt đèn đúng giờ khi đến giờ đi ngủ. Ai dè lúc nửa đêm một bóng người lẻn vào qua cửa sổ, Ellie cảnh giác đẩy đối phương xuống trong nháy mắt. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là cô bạn thân Riley mất tích một tháng. Lòng Ellie đầy oán trách vì sao lại không nói gì mà biến mất một tháng trời. Riley không nói gì, sau một khoảng thời gian im lặng đột nhiên nói cô gia nhập tổ chức đom đóm. Ellie đột nhiên trở nên tức giận. Cô đã được các giảng viên dạy dỗ từ khi còn nhỏ. Tổ chức đom đóm là nguồn gốc dẫn đến bạo loạn. Riley cũng không ngụy biện, ngược lại còn thần bí nói. Muốn cho Ellie đêm đẹp nhất trong đời mình. Khu cách ly luôn trong trạng thái im lặng. Hai cô gái vừa trốn tránh lính gác vừa đi vào trong bóng tối. Ellie rất tò mò, rốt cuộc cậu đưa mình đi đâu? Riley lại liên tục lắc đầu và từ chối trả lời. Giữ bí ẩn mới có thể có bất ngờ. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới một lối đi. Có một thi thể nằm trên sàn trước mặt. Ellie cũng rất hào hứng, đi thẳng tới và nhìn kỹ hơn. Đoán người kia có thể đã uống thuốc trong khi uống rượu mới ra đi một cách lặng lẽ ở đây. Trong lòng cô bé không gợn sóng, thậm chí còn thu những đồ uống còn dở của người đã khuất. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, thi thể cứ vậy rơi xuống tầng dưới cùng với tấm gỗ mục nát. Hai cô bé quá sợ hãi, vội vàng uống chút rượu để bình tĩnh lại. Ellie muốn chạm vào khẩu súng lục Riley cấp, cô luôn có vài phần địch ý với tổ chức đom đóm. Nhiều vụ xả súng trong khu cách ly tất cả đều do họ khởi xướng. Riley trở nên im lặng một hồi. Khi cô ấy đi chơi đêm một tháng trước, tình cờ gặp Marlin, thủ lĩnh của đom đóm. Cô vô cùng cảm động trước quan điểm mà đối phương chia sẻ. Về phần cụ thể là cái gì đợi sau này sẽ cảm nhận được thôi. Cả hai vừa trèo qua nóc các tòa nhà vừa nói chuyện. Sau đó họ đến một tòa nhà lớn. Ellie hơi ngạc nhiên. Đây không phải là trung tâm mua sắm được cục cứu trợ thiên tai xếp vào khu vực cấm sao? Riley mỉm cười và gật đầu. Sau đó cô bé đưa Ellie lẻn vào trung tâm thương mại qua một cái lỗ. Cô bé tò mò nhìn xung quanh. Đây không phải chỉ là một phòng phân phối điện bình thường sao? Riley nói điều bất ngờ sắp đến rồi. Sau đó để Ellie bước qua cánh cửa phòng cuối một mình. Ellie có chút kỳ vọng trong lòng, nhanh chóng vượt qua cánh cửa căn phòng, đi đến hành lang cùng với tiếng gầm của máy phát điện. Đôi mắt cô bé sáng lên. Một trung tâm mua sắm tận thế đầy màu sắc xuất hiện. Trong lòng Ellie đầy kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy trong đời này. Người bạn đồng hành ở bên vô cùng tự hào. Những điều thú vị hơn vẫn chưa đến. Hai người nhanh chóng đi đến thang máy. Đây cũng là lần đầu tiên Ellie nhìn thấy thứ này. Tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời một mình trong thang máy. Điều này quả thật tuyệt vời. Riley có chút cạn lời và buộc phải kéo cô bé xuống. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Xung quanh đường phố toàn là những cửa hàng chưa kịp đóng cửa. Mặc dù toàn bộ hàng hóa bên trong đã bị cướp đi, nhưng Ellie có thể tưởng tượng được, trước ngày tận thế nơi đây rốt cuộc phồn hoa đến mức nào. Ellie đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Thần bí bảo Ellie nhắm mắt lại. Trong lòng cô bé rất vui mừng, mặc cho Riley dẫn dắt mình. Trong chớp mắt hai người đã tới một vòng quay ngựa gỗ. Đối với những thứ chỉ thấy trong sách như thế này, Ellie vừa tò mò vừa thích thú. Cô bé thậm chí còn không quên uống chút rượu để ăn mừng. Cho đến khi sự mới lạ của cô hoàn toàn biến mất, Ellie đột nhiên trịnh trọng nói. Dân thường trong khu cách ly chịu sự quản lý của cục cứu trợ thiên tai. Ellie chỉ có thể làm công việc tẻ nhạt mỗi ngày để đổi lấy nguồn cung cấp sinh tồn hạn chế. Mục đích tồn tại của tổ chức đom đóm đó là lật đổ sự cai trị của cục cứu trợ thiên tai để tất cả cư dân trở lại cuộc sống trước ngày tận thế. Nhưng Ellie vẫn không đồng ý với điều đó. Đợi khi lớn lên trở thành quản lý có thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Riley lại mỉm cười cay đắng và lắc đầu. Sau đó họ đi tham quan mọi nơi trong trung tâm thương mại và trải nghiệm phòng chụp ảnh nổi tiếng. Mặc dù hiệu quả in ấn không được tốt lắm, khi họ đến một khu trò chơi điện tử, Ellie càng kinh ngạc hơn nữa. Các máy chơi game khác nhau khiến cô bé choáng váng.
Ngay lúc hai người họ đang vui vẻ như quên đi thời gian, lại không biết rằng trong góc tối cuối hành lang, một người nhiễm bệnh đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Ellie hào hứng nói đã đến lúc phải đến trạm dừng tiếp theo rồi. Không ngờ Ellie đột nhiên im lặng, đã đến lúc cô bé phải quay lại trại huấn luyện. Vì để trở thành người quản lý, Ellie không muốn trì hoãn lớp học buổi sáng của mình. Riley không ngăn cản nhưng cô ấy cũng đã chuẩn bị một món quà. Mắt Ellie chợt sáng lên, hóa ra đây là nơi Riley thường sống. Chỉ thấy cô bé lấy ra một cuốn sách cũ từ ba lô. Đây là tập thứ 2 trong bộ sưu tập chơi chữ yêu thích của Riley. Đúng lúc này Ellie nhìn thấy một hàng lựu đạn trên kệ. Đây đều là những vũ khí sắc bén có thể đoạt mạng người. Riley vội vàng giải thích, cô bé sẽ không bao giờ sử dụng nó với dân thường. Ellie phản ứng rất nhanh. Đây có phải là điều mà một tân binh như cậu có thể quyết định được không? Sau đó Ellie tức giận quay người bỏ đi. Riley có chút lo lắng đuổi theo sau, vội vàng nói cô bé sẽ được đưa đến khu cách ly ở Atlanta. Hôm nay là đêm cuối cùng ở lại đây. Sắc mặt Ellie trở nên u ám hơn. Không thể hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình lại bỏ rơi mình. Cũng không thể chờ bên kia giải thích. Cô bé giận dữ bước đi. Nhưng vừa bước ra khỏi lối vào, Ellie đột nhiên lấy lại được lý trí. Cô bé không nên nói lời chia tay với người bạn thân nhất như thế này. Sau đó cô bé quay lại và đi bộ trở lại trung tâm mua sắm. Đột nhiên có một âm thanh cách đó không xa. Cô bé lo lắng bạn mình gặp nguy hiểm. Tốc độ của đôi chân không khỏi trở nên nhanh hơn. Cho đến khi cô đến gần nơi phát ra âm thanh, mới phát hiện ra đó chỉ là một con rối có thể phát ra tiếng. Đây là điều bất ngờ cuối cùng Riley chuẩn bị cho cô. Phần lớn sự oán giận trong lòng Ellie tan biến ngay lập tức. Cho tới lúc này Riley mới tiết lộ lý do ra đi. Một người mồ côi bố mẹ từ nhỏ như Riley, tuy thời gian gia nhập tổ chức đom đóm không dài, nhưng cô ấy thực sự cảm nhận được không khí gia đình. Cảm giác thân thuộc này đi kèm với những lý tưởng vĩ đại, làm cho cô bé không thể từ chối bất kỳ quyết định nào của tổ chức. Ellie không tiếp tục giữ chân cô ấy. Bây giờ tất cả những gì Ellie có thể cho đi là lời chúc phúc. Tâm trạng của Riley lập tức được cải thiện. Cô quyết định có một cuộc vui chơi cuối cùng. Cùng với âm nhạc vui tươi, hai người đội mũ trùm đầu kỳ lạ, bắt đầu nhảy múa cuồng nhiệt trên quầy. Khi âm nhạc dần biến đi, Ellie nhìn Riley trìu mến. Một lần nữa xin cô bé hãy ở lại. Ai ngờ Riley vừa gật đầu đồng ý, đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Cả hai người họ cùng lúc đều cảm thấy nguy hiểm đang đến. Một người nhiễm bệnh gầm thét bước ra. Riley nổ súng nhưng lại không trúng chỗ hiểm của đối phương. Chỉ có thể ôm Ellie và điên cuồng chạy trốn. Không ngờ người nhiễm bệnh nhanh chóng nhào lên. Ellie lập tức lấy dao găm ra, hung hăng đâm người nhiễm bệnh. Ngay khi người kia chuẩn bị cắn, Riley đã dùng gậy đánh người đó hôn mê. Ellie nắm lấy cơ hội, cầm dao găm trên tay đâm mạnh vào đầu đối thủ. Lần đầu tiên tiêu diệt thành công người nhiễm bệnh, Ellie vô cùng phấn khích. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt Riley có chút bất thường. Hóa ra tay cô ấy bị người nhiễm bệnh cắn. Không chỉ có vậy, Riley còn có một vết móng vuốt sâu ở mu bàn tay. Sắc mặt hai người lập tức tái nhợt. Bây giờ chỉ còn hai con đường cho họ. Nhân lúc còn chưa nhiễm bệnh thì kết liễu bản thân. Đây là phương pháp trực tiếp và không gây đau đớn nhất. Nhưng Riley lại không ngần ngại, chọn phương án thứ hai. Mạng sống không còn, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Dù chỉ còn 2 phút cuối cuộc đời, cô bé cũng phải cố gắng kiên trì. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Ellie chợt tỉnh dậy. Cô không thể lại bỏ rơi người bạn đồng hành của mình. Riley trước đó là lực bất tòng tâm, nhưng dù bây giờ, dù thế nào cô bé cũng phải chiến đấu một trận. Ellie nhanh chóng tìm thấy kim chỉ may trong ngăn kéo. Cô mặc kệ sự trách móc nhỏ nhặt của dâu, lại lộ ra ánh mắt an ủi, bắt đầu khâu từng vết thương cho anh ấy. Dâu tội nghiệp, mặc dù vết thương đã được khâu lại, nhưng các triệu chứng nhiễm trùng rõ ràng đã xuất hiện. Ellie luôn ở bên cạnh anh ấy, nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, nhất là thức ăn mang theo đã không còn nhiều. Cô bé bỏ phần thịt khô còn lại đến bên miệng dâu, sau đó bước ra khỏi căn nhà với một khẩu súng. Sau khi nhìn xung quanh không tìm thấy dấu vết của truy binh, Ellie thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi về phía rừng sâu. Cô phải săn tìm thức ăn càng sớm càng tốt, chỉ có điều thời tiết lạnh cóng nên khan hiếm động vật. Ngoài ra kỹ năng sinh tồn của Ellie cũng không đủ. Cho đến gần trưa, cô mới tìm thấy một con nai rừng xui xẻo. Sau khi chọn vị trí bắn xong xuôi, Ellie nhớ lại những lời dạy của dâu. Dùng lực ở tay bóp cò, dù bị bắn trúng, nhưng tiếc là nai rừng không hẹo tại chỗ. Kết quả bị hai người đàn ông lạ nẫng tay trên, khi họ vẫn đang cân nhắc xem có nên đưa nó đi không. Ellie hét lên, giương cao khẩu súng và xuất hiện ở nơi cách đó không xa. Hai người đàn ông không kịp đề phòng, chỉ đành đặt súng xuống và giơ tay đầu hàng. Một người trong số họ tự xưng là mục sư, trông có vẻ vô cùng điềm đạm. Ông ta biết Ellie không thể tự mình kéo cả một con nai, nói phải dùng vật tư để trao đổi. Trong lòng Ellie sao động, lập tức hỏi xem có thuốc nào điều trị nhiễm trùng không. Mục sư gật đầu, có một số loại thuốc kháng sinh ở thị trấn Silver Lake của ông ta. Ellie ngay lập tức đồng ý đổi một nửa số thịt nai lấy thuốc. Mục sư trông có vẻ rất có thành ý, lập tức gọi đồng đội về lấy thuốc. Ngay sau đó, ông ta chủ động kéo con nai rừng về căn nhà gỗ bỏ hoang. Hai người ngồi quanh đống lửa, bắt đầu trò chuyện một cách vu vơ. Mục sư cho rằng Ellie ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm, muốn mời cô bé đến thị trấn Silver Lake của mình. Ở đó là một khu nghỉ dưỡng nơi những người sống sót tụ tập một cách tự phát.
Trước đây sống cuộc sống tự cung tự cấp, chỉ là mùa đông năm nay rất dài, cây trồng không phát triển. Ngay cả con mồi trong tự nhiên cũng ít đến đáng thương. Vài ngày trước có người tình cờ qua đời ở Silver Lake House. Con gái ông muốn bố mình được chôn cất, nhưng mục sư đã từ chối ngay tại chỗ. Đất bây giờ cứng quáp, phải đợi đến mùa xuân mới có thể chôn được. Để dẫn dắt mọi người vượt qua mùa đông giá lạnh, mục sư dẫn theo cấp dưới của mình vào rừng săn bắn. Nhưng không ngờ lại tình cờ gặp cô bé Ellie. Mục sư nói rằng ông đã từng là một giáo viên, sau đó mới đổi nghề và trở thành mục sư. Nghe xong, Ellie nới lỏng chút cảnh giác. Không vì gì cả, chỉ vì từ giáo viên biến thành âm đọc gần giống của từ mục sư. Ellie bất ngờ nở nụ cười. Không ngờ, sắc mặt mục sư nhanh chóng tối sầm lại, bởi vì người bạn đồng hành đã ra đi cách đây vài ngày. Chính là lúc ra ngoài tìm nguồn cung cấp, bị người đàn ông đi cùng cô bé tiễn sang thế giới bên kia. Khi Ellie kịp phản ứng thì đã quá muộn. Người bạn đồng hành của mục sư bất ngờ xuất hiện ở cửa với một khẩu súng. May thay, mục sư không có ý làm tổn thương Ellie, bảo đồng đội của mình vứt thuốc kháng sinh họ vừa lấy được. Ellie không dám nhắc đến việc thịt nai nữa, nhặt thuốc kháng sinh rồi vội vã quay về. Nhìn vết thương đang mưng mủ của dâu, Ellie lại bối rối. Nên tiêm kháng sinh ở đâu đây? Suy nghĩ một hồi, cô bé nghiến răng và chích vào vùng gần vết thương. Mọi việc cần làm đều đã làm xong, bây giờ tất cả những gì còn lại là cầu nguyện và chờ đợi. Ở trong thị trấn Silver Lake bên bìa rừng, đường phố khắp nơi lộ rõ sự hoang tàn của ngày tận thế. Khi hai người đang lo lắng về số thức ăn ít ỏi còn sót lại, một người đàn ông bước vào mang cùng những miếng thịt tươi. Đây là thịt gì vậy? Đợi nguyên liệu được chế biến xong xuôi, tất cả những người sống sót tập trung tại nhà ăn. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, mục sư đem con nai trở về. Mọi người đột nhiên im lặng, trong bát của họ có loại thịt gì? Sắc mặt mục sư có chút khó coi, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Ông ta đã phát hiện ra người đàn ông và cô bé đã từng đả thương đồng đội của mình trước đó. Ngày mai sẽ tập hợp người đi tìm nơi ở của đối phương. Con gái của người quá cố trách mục sư, lẽ ra phải trả thù ngay. Không ngờ mục sư lại tiến tới tát cô một cái, rồi lại dùng khuôn mặt hòa nhã nói cho cô ấy biết. Bây giờ ta mới là cha của mọi người, cháu nên biết cái gì gọi là tôn trọng đi. Mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng, cho đến khi mục sư thành tâm cầu nguyện xong, mọi người mới bắt đầu ăn phần thịt trong bát. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm, như đang ca tụng những món ăn ngon. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Ellie nhìn vết thương của dâu, vậy mà lại tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Thế là cô ấy tiêm thêm một mũi nữa. Mở cửa của căn nhà gỗ, ánh nắng ấm áp chiếu vào, nhưng Ellie không có ý định tận hưởng mà bắt đầu xúc tiết. Cô còn phải chăm sóc chú ngựa già đáng tin cậy này. Đột nhiên bầu trời đằng xa có tiếng chim bay, Ellie đột nhiên cảm thấy không ổn, lần theo hướng chim bay và lặng lẽ đi tới để kiểm tra. Không ngờ có vài bóng người đang đến gần, vậy mà lại là mục sư đưa người tìm đến đây. Hóa ra đối phương không tốt bụng đến mức để Ellie đi, chỉ muốn lần theo dấu vết của cô bé để tìm dâu bị thương. Tuy nhiên, mục sư vẫn dặn dò một câu, tốt nhất là nên bắt sống Ellie. Lúc này Ellie cũng vô cùng lo lắng, cho dù gọi thế nào, dâu vẫn chìm trong hôn mê. Cô bé chỉ đành để con dao găm lại, dặn dò dâu nếu có người tới thì hãy trừ khử bọn họ đi. Mà bản thân cô bé cũng nhanh chóng chạy ra khỏi tầng hầm, kê tủ gỗ chặn lối vào. Sau đó cưỡi ngựa và chạy về phía nhóm mục sư. Ellie muốn dụ những vị khách không mời này đi, cho dâu cơ hội sống sót tốt nhất. Nhưng những người này cũng không phải là người hiền lành gì, trực tiếp nổ súng vào ngựa. Cú va chạm cực lớn khiến Ellie rơi vào tình trạng hôn mê. Mọi người xung quanh còn định nổ súng, mục sư lại nhanh chóng nổ súng để ngăn chặn. Ông ta muốn đưa cô bé này về thị trấn, ngoài ra để lại hai người để lôi ngựa đi. Ba người còn lại chịu trách nhiệm xử lý dâu. Trong số đó, người đàn ông có dâu cực kỳ may mắn. Ngôi nhà đầu tiên tìm kiếm lại chính là nơi dâu đang ẩn náu. Anh ta cũng tìm thấy dấu vết cư trú của con người, bắt đầu lặng lẽ di chuyển chiếc tủ gỗ ở lối vào tầng hầm. Mặc dù đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tiếng ồn, nhưng anh ta vẫn đánh thức dâu đang hôn mê. Khi người đàn ông có dâu bước xuống cầu thang và đến gần tấm ván giường, dâu bất ngờ nhảy ra ngoài, đâm dao vào cổ anh ta. Cho đến khi đối phương hoàn toàn không còn động tĩnh gì, dâu mới thả tay ra khỏi cổ anh ta. Chẳng bao lâu sau, một người khác đang tìm kiếm dâu cũng phát hiện ra người bạn đồng hành đã mất tích. Khi đang tìm kiếm xung quanh, không ngờ lại rơi vào cái bẫy của dâu giăng ra. Kết quả là hai người còn lại đều bị bắt. Dâu quả nhiên là một người tàn nhẫn, ít nói. Sau cuộc tra hỏi tàn khốc, anh ấy nhanh chóng hỏi ra vị trí của thị trấn Silver Lake. Lúc này anh cũng đang tức giận, nhân lúc anh ấy đang hôn mê, mà ngay cả một cô bé chúng cũng không bỏ qua. Tất cả cư dân của Silver Lake đều phải xuống hố. Lúc này Ellie cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê, phát hiện mình bị nhốt trong lồng sắt. Mục sư ở bên ngoài vẫn giữ vẻ hòa nhã. Ông ta cảm thấy Ellie sẽ khó có thể sống sót một mình trong ngày tận thế này. Tốt hơn là nên tham gia Silver Lake bắt đầu một cuộc sống mới. Ellie đã nhận ra đối phương không phải là người tốt. Suốt quá trình Ellie không thèm để tâm đến lời mục sư. Cho đến khi đối phương rời đi, cô bé mới bắt đầu tìm cơ hội trốn thoát. Ai dè khoảnh khắc tiếp theo, cô bé lập tức kinh ngạc sửng sốt. Mục sư đến đưa cơm cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Theo ánh nhìn của Ellie, ông ta nhanh chóng phát hiện người trốn trong góc. Ellie chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn lại những miếng thịt trên đĩa thức ăn,
mắng mục sư có phải cũng muốn băm nát mình ra. Mục sư lắc đầu bất lực, thứ cháu đạp lên chỉ là thịt nai mà thôi. Đối với những cư dân khác, để lấp đầy dạ dày đây cũng là một lựa chọn vô cùng bất lực. Là người bảo vệ thị trấn, ông ấy cũng không thể đứng trơ mắt nhìn mọi người được, phải không nào? Để bảo vệ Ellie, dâu cũng không ngần ngại sát hại người khác. Bản chất của cả hai thực sự rất giống nhau. Ellie dường như đã nhận ra điều gì đó. Những cảm xúc hỗn loạn đã dịu đi đôi chút. Mục sư nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Kể từ lần đầu hai người gặp nhau, ông ta đã cảm thấy Ellie là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Quả cảm, bình tĩnh nhưng lại không mất đi sự dũng cảm. Mà bản thân ông ta cũng sẽ có ngày già đi. Cư dân thị trấn nhỏ cần những người như Ellie tiếp tục bảo vệ họ. Ellie trở nên im lặng, cô ấy đột nhiên nhắc tới việc dâu bị thương. Hỏi mục sư xem ông ta có thể để người đó đi không? Mục sư nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Đây cũng chính là tinh thần trách nhiệm cần thiết của người lãnh đạo. Ông ta nói rằng chỉ cần Ellie tham gia, ông ta có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào. Ellie có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục, từ duỗi tay ra. Ai dè ngay sau đó, Ellie siết chặt ngón tay của mục sư. Cô muốn nhân cơ hội để nắm lấy chìa khóa. Tiếc là lại bị ông ta đánh bật lại. Mục sư bị chơi xỏ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Để lại một câu, chuẩn bị trở thành bữa tối đi. Rồi quay người rời đi. Lúc này dâu đã tới bên trong Silver Lake. Lần theo vết siro còn sót lại trên tuyết, anh đến một nhà kho ở một nơi xa xôi. Có rất nhiều đồ vật vô dụng được cất giữ ở đây. Ba lô của Ellie rõ ràng nằm trong đống này. Có vẻ như cư dân ở đây đang bắt giữ nhiều người sống sót. Tiếp tục tìm hiểu sâu thêm, dâu phát hiện ra xác con ngựa, mà trên mái nhà phía sau vậy mà lại có một số xác người đông lạnh treo ở đó. Dâu đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Lúc này Ellie đã bị cưỡng bức lôi ra khỏi lồng. Ellie bị cố định trên một cái thớt lớn. Ellie chỉ đành hét lên, tôi bị nhiễm bệnh. Mục sư bị cắn cũng bị lây nhiễm rồi. Ngay sau đó cô liền để lộ ra vết thương trên cánh tay. Hai người đàn ông bị sốc. Ellie nhân cơ hội một mình trực tiếp dùng dao đâm một người. Sau đó nhanh chóng trốn khỏi phòng. Thật đáng tiếc khi cánh cửa ở đây đóng lại. Cô bé chỉ đành thuận tay cầm lấy cây gậy châm lửa. Chờ cho đến khi mục sư đến gần dùng lực ném mạnh ra ngoài. Nhưng không ngờ lại thắp sáng tấm rèm trước mặt. Mục sư không quan tâm đến ngọn lửa đang ngày càng mạnh hơn, mà tìm kiếm Ellie khắp nơi. Ông ta thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với vết thương của Ellie. Phải chăng cô bé chính là người mang kháng thể trong truyền thuyết? Ellie không có ý định ngồi yên. Cô nhặt một con dao găm và lao ra từ phía sau. Dù vẫn bị đánh bay, nhưng Ellie vẫn không có ý định bỏ cuộc. Nhặt con dao găm bên cạnh đâm mạnh vào mục sư. Khi cô bé mở cửa nhà hàng, vừa hay lại gặp dâu vừa mới đến. Lúc này trong lòng cô bé mới bình tĩnh lại. Sự điên rồ và bất lực lập tức tan biến. Giống như bản thân đã tìm lại được chỗ dựa vững chắc. Thấy rằng khoảng cách đến đích đã ngày càng gần. Cô bé Ellie trở nên im lặng, không còn làm ầm ĩ như trước nữa. Dâu hình như đã nhận ra điều gì đó. Thay đổi hình tượng ông chú cun ngầu ngày xưa. Bắt đầu chủ động trò chuyện về các chủ đề thú vị. Bởi vì anh ấy biết ngày họ gặp được Đom Đóm. Có lẽ sẽ là khoảnh khắc hai người chia tay. Nhưng bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau và không đề cập tới chuyện này. Chỉ âm thầm tìm kiếm vị trí tổng bộ của Đom Đóm. Cả hai nhanh chóng bước vào một tòa nhà bỏ hoang, quyết định lên nóc tòa nhà để quan sát địa hình xung quanh. Dâu dùng sức đẩy Ellie lên tầng 2, nhưng đối phương vừa đặt thang xuống liền bỏ chạy mất dạng. Dâu có chút lo lắng, anh nhanh chóng leo lên thang. Ellie dường như đã khám phá ra điều gì đó mới mẻ, cứ một mình chạy một cách điên cuồng. Cho đến khi dâu đuổi kịp cô bé và thở hổn hển, lúc đó anh ấy mới thấy một con hươu cao cổ thò đầu ra đang gặm lá cây. Ellie đứng đó như một đứa trẻ tò mò. Dâu mỉm cười bước tới, nhặt mấy chiếc lá đưa cho cô. Điều này làm tan đi sương mù trên khuôn mặt của Ellie. Để đến khi hươu cao cổ ăn nọ uống say, Ellie miễn cưỡng chạy lên mái nhà. Vậy mà lại nhìn thấy vài con hươu cao cổ đứng trên bãi cỏ, giống như một vùng đất thuần khiết tách biệt với thế giới con người vậy. Nhìn vẻ mặt vô tư của Ellie, trong lòng dâu có chút cảm động. Đột nhiên anh ấy đề nghị rằng họ không nên đi tìm Đom Đóm. Thực ra cuộc sống bây giờ cũng không tệ. Ellie lúc này có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô bé cảm thấy rằng mọi thứ đều phải có sự bắt đầu và kết thúc. Họ đã trải qua rất nhiều điều trên đường đi. Họ không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế này. Sau đó cả hai lại im lặng, bắt đầu xuất phát hướng tới bệnh viện. Sau khi đi qua một đường hầm, từng dãy lều y tế hiện ra trong tầm mắt. Dâu nhận ra đây chính là sự bùng nổ đầu tiên của ngày tận thế. Trại y tế khẩn cấp do quân đội thành lập. Dâu chỉ vào vết thương trên trán. Mới đầu sau khi anh mất con gái Sarah, ngày hôm sau cũng được đưa vào bệnh viện. Khi đó, anh không thấy cuộc sống có ý nghĩa gì. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, dâu của ngày hôm nay đã có thể nhắc đến tên con gái mình mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ellie không khỏi thở dài, thời gian quả thực có thể chữa lành mọi thứ. Dâu bất ngờ quay lại nhìn Ellie, không phải lúc chữa lành vết thương. Ellie vội vàng gật đầu, cô biết liều thuốc tốt trong miệng dâu là chính cô. Sau đó bèn lôi ra cuốn sách tuyển tập chơi chữ ra. Giữa lúc hai người nói chuyện cười đùa, đột nhiên một lựu đạn bay qua. Họ nhanh chóng bất tỉnh nhân sự trong vụ nổ. Khi dâu tỉnh dậy lần nữa, phát hiện thủ lĩnh Đom Đóm, Malin xuất hiện trước mặt mình. Hóa ra là những kẻ vừa tấn công họ là những người thuộc tổ chức Đom Đóm. Malin vô cùng xúc động trước điều này.
cô ấy từ phân khu Boston đi đến đây. Quân sĩ hộ tống cô trên đường đi đã tổn thất quá nửa, mà Zhou chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình đã đưa được Ellie tới đây. Nhưng lúc này Zhou chỉ quan tâm đến sự an toàn của Ellie. Marlin cho biết cô đang chuẩn bị phẫu thuật. Các bác sĩ của tổ chức cho rằng nấm đông trùng hạ thảo trong cơ thể Ellie tiết ra một vật chất thông tin hóa học. Điều này khiến vi khuẩn nhầm cô ấy với đồng loại của mình. Đây cũng chính là lý do Ellie có thể chất miễn dịch. Trong lòng Zhou khó hiểu, tại sao vi khuẩn đông trùng hạ thảo ở người nhiễm bệnh khác không tiết ra hóa chất? Đôi mắt Marlin lóe lên. Cô ấy nói, loại nấm đông trùng hạ thảo trong cơ thể Ellie đã lớn lên cùng cô bé từ khi cô bé được sinh ra. Rồi Marlin chậm rãi kể lại một câu chuyện từ hơn 10 năm trước. Một phụ nữ trẻ mang thai đang chạy loạn xạ trong rừng. Dường như có sự hiện diện đáng sợ nào đó đang theo sau. Người phụ nữ cuối cùng trốn vào một ngôi nhà bỏ hoang. Lúc này cô ấy đã không thể chịu đựng được nữa, tìm một căn phòng vắng vẻ, bắt đầu kêu lên đau đớn. Đột nhiên có tiếng đập mạnh ngoài cửa, người phụ nữ vừa rút con dao găm ra, người nhiễm bệnh phá cửa xông vào. Cô ấy không thể di chuyển mà chỉ có thể chờ đợi đối thủ lao vào mình, sau đó dùng dao đâm thật mạnh. Người phụ nữ chỉ thở phào nhẹ nhõm, những tiếng khóc lớn vang lên. Con cô ấy đã ra đời rồi, nhưng ánh mắt người mẹ đầy nỗi buồn vì chân cô bị người nhiễm bệnh cắn. Đêm đó, người bạn thân nhất của cô, Marlin, đã lần theo dấu vết tìm thấy ngôi nhà này trên đường đi. Nhưng người mẹ này đang đứng trên ranh giới biến đổi, cô chỉ có thể giao Ellie cho Marlin nuôi nấng và nói dối rằng mình bị cắn sau khi sinh con. Marlin căn bản không thể từ chối lời căn dặn của người bạn thân nhất trước khi ra đi, hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Ellie. Sau khi ôm người ra ngoài, Marlin lại quay trở lại phòng, bóp cò vào người bạn thân nhất của mình. Và Ellie ở trong cơ thể mẹ bị nhiễm nấm đông trùng hạ thảo. Từ đó trở đi cô bé có một thể chất miễn dịch đặc biệt. Zhou vẫn còn ngơ ngác. Vậy bây giờ các cô định làm thế nào? Marlin nói với anh ấy, bác sĩ của Đom Đóm, chuẩn bị chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo ra khỏi cơ thể Ellie, tăng sinh tế bào trong phòng thí nghiệm, có lẽ sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc giải nấm. Trong lòng Zhou đang lung lay, anh biết nấm đông trùng hạ thảo phát triển trong não. Đây không phải là cắt đầu Ellie sao? Sắc mặt Marlin có chút u ám, vì niềm hy vọng của toàn nhân loại, bây giờ chúng ta chỉ có thể hy sinh Ellie. Trong lòng cô ấy cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Ban đầu cô ấy đã hứa với mẹ Ellie phải bảo vệ sự an toàn của cô bé. Zhou tức giận đến mức hét lên, nhưng anh ấy nhanh chóng bị một người bảo vệ xô ngã. Marlin cũng không có ý làm tổn thương anh ấy, ra lệnh cho người của mình đưa Zhou đến một con đường xa. Nhưng Zhou thật sự sẽ trơ mắt nhìn Ellie đi nộp mạng sao? Anh ấy được hai vệ sĩ hộ tống, nhanh chóng biết được phòng phẫu thuật đã bị khóa. Nhân lúc đối phương không chú ý, Zhou lập tức vùng lên phản đòn lại đối phương. Sau khi lấy được vũ khí, pằng pằng hai phát hạ gục anh ta trong tích tắc. Zhou nhặt chiếc ba lô của mình lên, hít một hơi thật sâu, kiên quyết bước lên lầu. Anh ấy muốn xử lý những người bảo vệ ở đây, giải cứu Ellie còn chưa biết còn sống hay không. Ngay cả khi kẻ thù đã từ bỏ sự kháng cự, anh cũng nhất quyết không để ai còn sống. Dùng hết sạch đạn, Zhou cướp vũ khí của kẻ thù. Với kỹ năng bắn súng thành thạo của mình, rất nhanh có một thi thể ngã xuống đất. Nhìn thấy phòng mổ ngay phía trước, Zhou trong lòng cảm thấy lo lắng. Anh ấy không biết cuộc phẫu thuật của Ellie đã hoàn tất chưa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Cảm ơn trời đất, cuộc phẫu thuật của Ellie vẫn chưa bắt đầu. Zhou nghĩ điều đó thật vớ vẩn. Tiễn bác sĩ lên thiên đường chỉ bằng một phát súng. Sau đó anh ôm Ellie đang bất tỉnh và vội vã bước ra ngoài. Khi anh xuống tầng hầm và chuẩn bị lái xe đi, Marlin chờ đợi anh đã lâu xuất hiện với một khẩu súng. Cô ấy cảm thấy hành động của Zhou quá ích kỷ. Sau khi anh ra đi, Ellie có thể tồn tại được bao lâu trong ngày tận thế? Chỉ bằng hãy tận dụng cơ hội để mang lại chút hy vọng cho thế giới. Zhou rất tức giận, không phải do cô quyết định. Marlin ngay lập tức phản bác lại. Vậy thì anh nên hỏi ý của Ellie. Zhou đột nhiên rơi vào trầm tư. Nhưng khi Marlin từ từ đến gần, người đàn ông lập tức bóp cò trong tay. Anh ấy vẫn có sự lựa chọn của riêng mình. Giữa thế giới và Ellie, anh ấy ích kỷ chọn cái thứ hai. Chuyển cảnh, Ellie tỉnh dậy sau cơn hôn mê ở ghế sau xe. Zhou vội vàng nói nghiên cứu của trụ sở Đom Đóm đã thất bại. Họ không thể tìm ra cách tạo ra thuốc giải. Sau đó bọn cướp tấn công bệnh viện. Cuối cùng anh ấy đã cứu được Ellie. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Zhou chuẩn bị đưa Ellie trở lại thị trấn cách ly của em trai Tommy. Khi xe hết xăng, họ đã không còn xa đích đến nữa. Leo qua ngọn núi này là có thể đến đỉnh núi cao rồi. Có lẽ để che đậy áy náy nói dối, Zhou lại trở thành người nói nhiều. Thậm chí còn chủ động nhắc đến cô con gái Sarah của mình. So với Ellie, Sarah giống con gái hơn, nụ cười quyến rũ hơn. Thấy cô bé Ellie bĩu môi không ngừng, Zhou vội nói thêm rằng Sarah chắc chắn sẽ thích cháu bởi vì cháu rất thú vị. Nhưng Ellie như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô bé đột nhiên dừng lại nhìn sang Zhou. Cô bé nhớ đến những người đã mất, cũng nhớ đến sự ra đi của Tess và Sam. Tất cả điều này là do nấm khuẩn trong ngày tận thế gây ra. Bây giờ điều duy nhất cô bé muốn xác nhận là tất cả những gì mà Zhou đã nói về bệnh viện Đom Đóm có thật không? Zhou đã bình tĩnh lại, đưa ra một câu trả lời khẳng định. Chú thề là sự thật. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.